Thế cái kẹo chân xô này còn 16 thùng nhưng mà mọi người vẫn đang nhận đơn đi. Thôi cái gì? Nhận sao hết được 16 thùng này, có bị hâm không đấy à? Thằng này đúng là bị hâm hay sao không nhỉ? Tùng nhỉ? Thầy đúng bị hâm rồi Tùng ạ. 16 thùng ấy thôi. Nhặt đơn đấy hết 16 thùng không? Mày để Nguyên chị bán nốt cái nào. Thì anh bảo cái ly nó sang nó in ra. Em mở cửa cho anh sang luôn rồi. Mở cửa gì? Em về mở cửa cho. À, về mở cửa ấy, xong sang in đơn thay cái ly để cho nó lên. Anh nhìn ship đơn cho thầy nhập nó ra. Sáng nay nó đi khám nó ở trật khớp trật tiết gì vài. Kêu mới hôm nay đơn nặng quá. Bây hàng nhiều quá. Xong nó đau vai. Vâng, sáng nay đi khám ở trật khớp bác sĩ bảo là phải kiêng đây nặng một thời gian. Hello mọi người, chưa ai gọi chốt đơn à? Chắc vì hết hàng đấy tình yêu ơi. À, rồi mọi người ơi, tập trung tinh thần cho em với nhé mọi người. Vẫn nóng lắm, vẫn nóng lắm. À, live stream này là live stream nhận đơn cuối cùng cho các chị miền Nam. À, vì là bưu điện không nhận đơn miền Nam của nhà em. À, quay sang đây cái, quay bên này nó tối vậy trời ơi. À, bên bưu điện không nhận đơn miền Nam của bên em. À, không nhận đơn miền Nam của bên em nữa, nghĩa là chỉ nhận nốt ngày 17 này thôi. Thế nên là em là hết sạch hàng nốt hôm nay là em không nhận đơn miền Nam nữa nhé. Chỉ còn ít thôi ạ, mọi người ơi tập trung tinh thần nhá. Mọi người tập trung tinh thần hộ em này, nốt hôm nay thôi. Nốt khẩu trang còn tình yêu ơi. Khẩu trang còn không? Khẩu trang còn không? Còn vẫn 38.000 đồng một thùng khẩu trang ấy ạ. Rồi bây giờ là như nào nhỉ? Thế thì live stream ngày hôm nay ạ. Ôi dồi ôi, hơi đau đầu đấy, nó có nhiều mã, mấy mã nữa đây. Mỗi mã còn mấy hơn chục thùng đây các bác ơi. Tập trung tinh thần này mà lại không nhận được Việt Nam. Đấy, kiểm tra đơn hàng, không thấy ship, không thấy phản hồi. Chị Nguyễn Quế comment kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại. Ở nhà đầy bánh kẹo rồi bạn ơi, nhưng mà vẫn muốn mua. Ok, Thanh Phan. Rồi, các chị tập trung tinh thần nhé, những cái này em phải xem hệ thống của chị còn không. Em like nhanh cho mọi người luôn. Ở Tây Nguyên hiện tại trong ngày 17 này thì bên em còn nhận đơn tất cả các tỉnh. Nghĩa là trong đơn hàng mà các chị đặt nốt trong hôm 17 này là em nhận đơn. Đấy, nghĩa là nốt hôm nay và từ ngày mai là không nhận đơn nữa. À, nên là nếu mà chị yêu nào mà có nhu cầu định đặt hàng thì mọi người đặt nốt hôm nay cho em. Còn ngày mai là nhà em chỉ nhận đơn miền Bắc thôi, không nhận đơn miền Nam và miền Trung nữa. Nên là mọi người lưu ý là mọi người đặt nốt hôm nay nhá. Chị yêu nào mà ở đâu thì mọi người đặt nốt hôm nay nhá. Lên các chị ơi. Rồi mọi người ơi, tập trung tinh thần này. Duy nhất thôi, một like duy nhất. Một like duy nhất cho mọi người này, nốt này. Nhận đơn nốt hôm nay này. Rồi một thùng ngũ cốc đỏ, ok tình yêu. À, áo còn không? Áo còn một áo da còn, chị báo nhân viên này. À, chị chốt đơn 3 ngày rồi không thấy gọi, nghĩa là chị chốt vào hàng hết, không gọi chốt đơn nữa. À, các bác tập trung tinh thần hôm nay nhá. À, như này đi. Mật khẩu là gì chị? 258078. Dịch thì ngày ngày bao nhiêu nhỉ? Mùng 8 à, nghĩa là ngày mai. À ngày hôm nay Trung Quốc mở cửa rồi, là những người Trung Quốc là người ta tràn sang Việt Nam, là dịch bên Trung Quốc đang rất là căng. Mọi người dự trữ khẩu trang các em đúng không? Vâng ạ. Khẩu trang thì em còn có hơn 30 thùng thôi. Khẩu trang thì còn hơn 3, cái nào còn bao nhiêu em nói luôn để các chị định hướng sẵn, là có thể chốt được hoặc có thể là mình không chốt được thì mình có thể đặt sang mã hàng khác, hoặc là mình dự phòng ra một vài mã, kể cả bánh kẹo ạ, được chưa? Ok ạ. Sáng nay đặt mấy món bánh kẹo mà nhân viên đều báo hết, đúng rồi tình yêu ơi. Bây giờ mà còn nữa là chết dở. Hôm nay ngày bán hàng cuối cùng rồi, hết là nó đúng. Còn nếu mà còn nữa, bây giờ nó chỉ còn một vài mã thôi và số lượng ít, bên em vừa kiểm lại. Nó còn lại hàng bom này, hoặc là hàng còn một vài mã. Đấy, áo len chị mặc 129.000 em ơi. Rồi, các chị tập trung tinh thần nhá. Okay. Thứ nhất là dịch sắp tràn sang rồi, mọi người lên cho em là khẩu trang đúng không? Khẩu trang cả, khẩu trang 5D. Khẩu trang 5D, khẩu trang bây giờ là người Nhật người ta sử dụng rất nhiều. Khẩu trang 5D và kèm cho em xin số điện thoại, tập trung để chị cái kéo ra đây. Tặng khách nhá, không cần lợi nhuận luôn, cho các chị Tết về các chị dùng này. Đấy, các chị lên cho em mã sản phẩm là khẩu trang 5D đúng không? Khẩu trang 5D. Một thùng khẩu trang, 100 cái khẩu trang 5D. Em bán tặng kỷ niệm mọi người là 38.000 đồng đúng không ạ? 38.000 đồng một thùng khẩu trang. Bác nào lấy mình lên đơn cho em là khẩu trang 5D. Đẹp tốn được. Hàng chuẩn loại 1 xịn luôn nhá. Hàng chuẩn loại 1 xịn luôn cho em, chia sẻ chính phép cho chị cái nhá. Mọi người ơi,
À, bây giờ là em cũng không cần có nhu cầu là đông khách hàng đâu, bởi vì mỗi mã nó chỉ còn độ hai chục thôi. Đấy, các chị ơi, nên cho em là gì mọi người? Khẩu trang 5D kèm số điện thoại. Khẩu trang 5D đeo cực kỳ thích, không bị đau tai. Khẩu trang 5D kèm cho em xin số điện thoại. Chứ rồi bán buôn bà quên là cô gái Điện Biên là bị ấy quá, bị bóp tương tác quá. 38.000 đồng một thùng đúng không ạ? Okay. 38.000 đồng một thùng khẩu trang 5D này. Chị nào lấy lên đơn là gì mọi người? Khẩu trang 5D kèm số điện thoại. Sô-cô-la nấm Nga đúng không? Sô-cô-la nấm Nga thì còn đúng một thùng, khoảng tầm là 20 hộp. 20 hộp sô-cô-la nấm Nga cuối cùng. Các chị lên đơn nhanh cho em là sô-cô-la. Sô-cô-la nấm Nga kèm số điện thoại. 20 hộp sô-cô-la nấm Nga cuối cùng này. Các chị dự phòng ra một vài mã. Không được mã này, mình được mã kia. Em xả tặng sô-cô-la nấm Nga cho các chị là 119.000 đồng 2 hộp. 119.000 đồng 2 hộp. 119.000 đồng 2 hộp sô-cô-la nấm Nga ăn Tết đúng không ạ? Vâng ạ. Mix giữa sô-cô-la đen và sô-cô-la trắng. Đây là livestream cuối cùng em nhận đơn miền Nam. À, các chị miền Nam nếu chị nào muốn đặt hàng, mọi người chốt luôn livestream này từ mai là không nhận đơn miền Nam nữa. Đấy, à, không có đơn miền Nam nữa nha mọi người ơi. Mình lên đơn luôn cho em là sô-cô-la gấu Nga đúng không? Vâng ạ. Sô-cô-la nấm Nga kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. Xả nốt mọi người là 119.2 hộp nhá. Ok. 119.2 hộp sô-cô-la nấm Nga, các bác lên đơn nhanh. Còn măng khô không em còn ạ? À, măng khô đâu em ơi? 119.000 đồng 2 hộp sô-cô-la nấm Nga, không thấy mã ở đây. Em nhận đơn hàng thành công 119.2 hộp. Comment cho em xả măng khô. Xả măng khô kèm số điện thoại. Khách hàng bảo là chị mua bao nhiêu loại măng các nơi rồi mà khẩu trang này rất rẻ, chất lại ok, chất lượng. Em cảm ơn chị Hoa Lương. Mà chưa loại măng nào ngon như nhà em, dày. Ôi dồi ôi, nấu măng sườn, nấu canh măng ngon lắm. Các chị lên cho em là măng rừng Tây Bắc đúng không ạ? Vâng ạ. Xả nốt mọi người 125 một cân. 125. Nhớ là một cân nhá, nó nhiều lắm luôn. Chị yêu nào lấy lên đơn cho em là măng rừng Tây Bắc thật sự luôn, cái măng nó dày. Em cho các chị xem luôn này. Măng rừng Tây Bắc kèm số, cái này thì em còn hơn 20 cân. Cái này toàn bộ là những cái bom về, mấy cái lẻ tẻ còn sót kho hủy đơn, chứ còn em hết lâu rồi. Bây giờ em lên like gọi là xả bom thôi, chứ còn những cái này để ra Tết thì nó khó. Thế là em xả mọi người, các chị nhìn cho em, Huệ lấy lốt đây chị. Okay. Các chị nhìn cho em cái một cân măng nó nhiều, ngâm ra đúng thật sự luôn này. Các chị nhìn cho em cái măng này. Eo ơi, cái măng nó dày này, nó ngâm ra nó ngon vô cùng luôn mọi người ạ. Lên cho em đúng cú pháp là gì các bác ơi? Măng rừng Tây Bắc kèm số điện thoại. Mua về ăn Tết ạ. À. Em bán tặng mọi người là 129 được không ạ? Ok chưa? Măng rừng ạ. À. Măng này vừa to vừa ngon và chất lượng này. Lên sớm với chị tí này. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Măng rừng Tây Bắc kèm số điện thoại. À, về mà các chị ơi, các chị vào về mà nấu canh măng sườn, nước luộc gà cho tí vào, các chị nấu canh măng này hoặc là măng móng giò này, hoặc là xé ra để xào này, hoặc là xào miến này, nước luộc gà nấu miến xé măng này, trước tiên mình phải ngâm. Ngâm từ tối hôm trước đến sáng hôm sau cho nó nở hết ra to. Nó nở ra to, nó dày. Xong bắt đầu mình xé ra mình nấu cho em đúng không ạ? Vâng ạ. Mình xé ra mình nấu rất ngon, hoặc là xào miến, hoặc là làm miến trộn, hoặc là mình nấu gì cho em cũng được. À, bác nào lấy thì mình lên đơn cho em là măng rừng. Măng rừng Tây Bắc kèm số điện thoại. Măng rừng Tây Bắc kèm số em nhận đơn nhá. Trăm bao nhiêu ạ? 129.000 đồng. 129.000 đồng đúng không ạ? Ok chứ. Comment cho em bánh hộp 35.000. Bánh hộp 35k kèm số. Cái này em hết từ lâu rồi mà bị bom về mấy hộp. Đấy, em hết từ lâu rồi mà bị bom về mấy hộp luôn đó các chị ạ. Chị yêu nào lấy comment cho em là bánh hộp. Bánh hộp 35k kèm số. Bánh hộp 35k kèm số hết từ lâu rồi. Đấy, bao giá toàn quốc cho các chị yêu. Chị yêu nào lấy lên đơn cho em bánh hộp. Bánh hộp 35k kèm số em nhận đơn hàng thành công. 35.000 đồng một hộp, cái này là hết từ lâu rồi. Vậy ơi, xả nốt cho các chị 30.000. Bánh hộp 30k. Bánh hộp 30k kèm số nhá. Em xả nốt cho các chị 30.000 một cái hộp bánh, thật sự luôn, bằng đúng mắt phở. Lên đơn cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Bánh hộp 30k kèm số điện thoại. Sao nhân viên báo hết cô sô cô la lấm Nga, em đã bảo là bây giờ bên em kiểm lại kho hàng bom về này, hàng còn hủy đơn này. Ví dụ như có khách lấy rồi xong đến lúc là bọn em đóng đơn, chuẩn bị ấy đơn các thứ là em ơi chị có việc chị không nhận, chị hủy như nào, bọn em lại phải bóc ra bọn em bán. Các chị ơi đặt lại cho em với nhá. Sô cô la nấm Nga bảo ly xuống đây chị ơi. Ok. Kiểm tra tất cả những mã chị bán nhập lên. Vâng. Em xem chị sô cô la nấm Nga xem nào trên hệ thống nào. Mở luôn máy ra. Chị bảo là chị ly ở đây cơ mà. Chị về chị làm gì một tí. Làm gì? Bảo ở đây để ấy cho chị cái đã nào. Đưa đây ra nào. Đây vừa nhập lên 20 set đúng không? Đấy vừa nhập lên có đúng 20 set thôi mà em đã bảo còn mấy bằng đấy. Các chị ơi ví dụ trà là nguyên cành này các chị đặt nó cũng hết từ lâu rồi. Nhưng bây giờ bọn em đang kiểm lại kho để xả nốt mà. Đang kiểm lại kho bảo ghi kiểm lại hết cho chị cái. 30 set trà là nguyên cành nhá.
Chị yêu nào lấy comment cho em trả lại nguyên cành đúng không? Em số này thôi em không bóc nữa thật sự luôn. Cái này thì nó cháy hàng đến cả tháng nay rồi không có hàng bán. Nhưng cái này là hàng bom với hàng hủy ra đúng không? Vâng ạ. Nên là bây giờ em mới phải ngồi đây em bán nốt cho mọi người. Chị yêu nào lấy mình lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Trà làng nguyên cành kèm số điện thoại. Trà làng nguyên cành hôm nay xả nốt cho các chị này. Chưa bao giờ có nhá. Thật sự luôn cái này là hàng không đủ bán mà đến hôm nay like cuối cùng ngồi đây cho các chị. Lại đi xả cho các chị. Được chưa ạ? Okay. Em bán tặng mọi người với giá bao nhiêu tiền ạ? 1862 hộp trà làng nguyên cành. 1862 đồng. 1862 hộp. Cái này cũng hết rồi mà tự nhiên bây giờ lòi ra đây đúng không? Đấy. Đừng để lên quần chị Bình. Lên đơn nha là gì mọi người? Tặng Yến kèm số điện thoại. Tặng Yến kèm số điện thoại đúng không? Phải tặng Yến. Cái gì nhỉ? Yến lon kèm số điện thoại. Yến lon kèm số điện thoại. Xem còn bao nhiêu hộp. 286.000 đồng. 286. Một thùng Yến lon. Một thùng gồm 2, 4, 5 hộp Yến lon. Yến lon đấy ạ. Yến lon lon nước nước ấy. Yến lon kèm số điện thoại. Em nhận đơn đúng không ạ? Các chị ơi, nước Yến lon. Yến lon kèm số điện thoại em nhận đơn. 275 đi em ơi. 275. Ok luôn. Một thùng năm sách yến lon. Ui, quá là cái yến lon đây các chị ơi, cái lon yến này này đây à. Nước yến để các chị thắp hương để các chị uống nhá. Chị nào lấy lên đơn cho em yến lon cái kem số rất nhiều hàng này và không còn. Đấy, kem chị đang dùng là gì? Kem dưỡng nano vàng em ơi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Yến lon kèm số loại. Mã sản phẩm là gì mọi người? Yến lon kèm số loại. 275.000 đồng. 275.000 đồng một thùng năm sách đúng không? 275.000 đồng một thùng năm sách này. Đấy, măng rừng xong rồi em ơi, bỏ măng ra cho chị cái. Đây này, toàn những cái mà bây giờ là hết từ lâu rồi mà bây giờ ra. Đây là trà là của em, là trà làng Nguyên Cành. Trà làng Nguyên Cành nhá mọi người ơi. Chị nào lấy thì mình sẽ lên cho em là trà làng Nguyên Cành. Kèm số nào? Kèm đem xin số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công, nho hàn hết à em? Nho hàn. Em nhận đơn hàng thành công. Nho hàn. Giời ơi, mẹ ơi. Nhiều mã mà chia lát được. Cho chị cốc nước. À, trà làng Nguyên Cành 186 này đúng không ạ? 186.000 đồng dành cho hai hộp. Trời ơi quá rẻ luôn. Mỗi hộp 5 lạng, tổng 1 cân. Tổng 1 cân. Rồi nho Mỹ Mix. Nho Mỹ Mix kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công cho nho Mỹ Mix. Bác nào lấy mình comment cho em là nho Mỹ Mix. Em nhận đơn hàng thành công, xả nốt các chị 1392 hộp. Mỗi hộp 5 lạng 1 cân, tự nhiên là bây giờ nó không có hàng ấy. Nó còn có 10 cái, 10 với cả 20 set. Không có tâm trí nó bán mấy các bạn ạ. Lên cho em đúng cú pháp là gì các bác ơi? Nho Mỹ Mix kèm số loại. Nho Mỹ Mix kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. Nho Mỹ Mix nhá. 139.000 đồng. Dành cho hai hộp, mỗi hộp 5 lạng tổng 1 cân được không ạ? Ok chị ơi. Bác nào lấy lên đơn cho em là nho Mỹ. Nho Mỹ Mix kèm số loại. 139.000 đồng. 39.000 đồng hai hộp đúng không? Vâng. Mỗi hộp 5 lạng tổng 1 cân. Tiếp theo sô cô la Hoàng Gia 1. Đây là dòng sô cô la hạt phỉ ngon bá cháy luôn. Sô cô la Hoàng Gia 1 xả cho mỗi chị một hộp 25.000 đồng. Ui 25.000 đồng. Về thắp hương bày ban thờ này hoặc là các chị bày mâm ngũ quả này, 25.000 đồng ạ. Bác nào lấy lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Sô cô la Hoàng Gia 1 kèm số điện thoại. Sô cô la Hoàng Gia 1 cách số điện thoại. 25.000 đồng một hộp sô cô la Hoàng Gia, sô cô la hạt phỉ. Đây bán nốt cho các chị để tại vì đây này, ví dụ như cái này nó còn có mười mấy cái. Mọi người cứ dự phòng ra mấy mã bánh kẹo nhá. Không chốt được mã nọ thì còn mã kia vì cái này nó đều còn ít. Ví dụ cái này còn có mười mấy cái thôi. Không biết là có chốt được hay không đúng không ạ? Sô-cô-la hạt phỉ ạ. Nên là mọi người lên cho em là sô-cô-la Hoàng Gia 1. Kèm số điện thoại. Sô-cô-la Hoàng Gia 1 cách số điện thoại em nhận đơn đúng không? Vâng ạ. Em bán tặng mọi người với giá bao nhiêu? 25.000 đồng một hộp. 25.000 đồng được không ạ? 25.000 đồng. Nho vừa qua bán sao đấy là nho Mỹ Mix. 139.000 đồng hai hộp. Mỗi hộp 5 lạng tổng 1 cân đúng không ạ? Vâng ạ. Tiếp theo nho Hàn, hộp này là 1 cân nho Hàn. Một cân hơn cân, hơn cân nho hàng, cân cả hộp, còn cân nguyên lõi là một cân. Vừa nãy là nho Mỹ là 1392 hộp, mỗi hộp 5 lạng. Còn nho Hàn này là một hộp 1 cân. Đấy, em bán thịt trâu rồi, bán hết rồi chị ơi. Lên đơn cho em nho Hàn, 68.000 đồng một sách nho Hàn. Trời ơi, rẻ thật sự. 68.000 đồng một sách hơn 1 cân nho Hàn. Bác nào lấy thì mình comment cho em hoàn là nho Hàn. Nho Hàn kèm số đợi. Nho Hàn cách số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. 68.000 ạ. 68.000 đồng một hộp hơn 1 cân nho Hàn nhé. Hơn 1 cân nho Hàn liền. Chị nào lấy mình lên đơn nhanh cho em nho Hàn xả nốt cho các chị yêu. Nho Hàn xả nốt cho các chị yêu nhá. Okay. 68.000 đồng, 250 một cân đúng không? Vâng ạ. Các chị được mua với giá bao nhiêu tiền ạ? 68.000 đồng một cân nho Hàn rồi. Đặc sản bánh đa cua Hải Phòng về các chị nấu canh nước luộc gà đúng không? Vâng ạ. Nước luộc gà xong thả bánh đa cua vào nấu lẩu này. Hoặc là gì ạ? Nước luộc gà thả vào này cho em. Bánh đa cua cái này nó dai, nó không bao giờ bị nát, ăn nó cứ dẻo dẻo dai dai ngon lắm. Đây là đặc sản bánh đa cua Hải Phòng. Các chị có nấu kỹ nó cũng không nát. Ăn dẻo dẻo dai dai rất là ngon.
em xả nốt bánh đa cua Hải Phòng cho mọi người được không ạ? Xả đi chơi. Bác nào lấy lên đơn cho em Hoàn là bánh đa cua Hải Phòng đúng không? 75.000 2 cân. 75.000 đồng 2 cân. Đây là 1 cân, 2 cân to đùng ăn đến bao giờ ạ? Rẻ hơn. Ờ, thực sự luôn là rẻ, sấp mặt luôn đấy các chị ạ. Lên đơn cho em là bánh đa cua. Bánh đa cua kèm số loại. Bánh đa cua Hải Phòng ạ. Kèm số loại. Kèm số loại đặc sản bánh đa cua Hải Phòng. Em bán tặng nốt các chị là 75.000 đồng 2 cân. Chưa bao giờ có đúng không ạ? Bếp từ 3 báo nhân viên dồn cho nhá. Bếp từ 3 rẻ quá nhỉ. Mười mấy triệu liền bán các chị có 4 triệu 2 miễn cước bếp từ 3. Đấy bếp từ nó là bếp từ 3 ấy. Ra ngoài mua toàn hơn chục triệu thôi. Đấy em bán có 4 triệu 2 miễn cước. Bánh đa cua em xả nốt 75.000. Bánh đa cua này rất ngon, ok tình yêu. Bánh đa cua của nhà em nhé. Là các chị biết không ạ? Nó dẻo, nó là đặc sản Hải Phòng mà. Nó dẻo dẻo ấy. Ăn nó rất là ngon và ninh nó không bị nát. Ăn lẩu hoặc là nước luộc gà thì xuất sắc luôn đúng không? Luôn, em bán tặng bánh đa cua cho các chị ăn Tết với giá bao tiền ạ? 75.000 đồng 2 cân ạ. 75.000 đồng 2 cân đúng không? Vâng ạ. Rồi comment cho em là bánh hộp VIP. Bánh hộp VIP kèm số loại. Bánh hộp VIP kèm số thoại xả lỗ này, đây là dòng xịn ạ. Đây các chị có thể nhìn thấy cho em bánh hộp VIP còn bao nhiêu em ơi. Bánh xem hệ thống của chị xem nào. Okay. Lên đơn cho em là bánh hộp VIP kèm số, em nhắn tin cho chị Ly ra đây luôn để chị like mã nào kiểm luôn. Còn bao nhiêu hàng lẻ, hàng lết các thứ là cộng hết vào và kiểm với chị cái. Lên đơn cho là bánh hộp VIP kèm số điện thoại, em nhận đơn chắc là chưa nhập lên đúng không? VIP ngay mà lại đấy, đã bảo là ở đây và kiểm luôn. Không tí nữa lại gọi trước đơn lại bắt đầu. Chị bảo em gọi chị Ly ra đây cơ mà. Về gì tầm này nữa. Lên đơn cho là bánh hộp VIP kèm số điện thoại xả lỗ cho các chị luôn. 110.000 đồng một hộp. Nhớ là hàng bánh hộp Thái Lan, bánh hộp Malaysia, Indonesia chuẩn. À Malaysia em xin lỗi. Bánh hộp Malaysia chuẩn xịt chất lượng, hộp to. Đấy các chị lên đơn cho em đúng cú pháp ở trong kia còn mà em. Hết rồi chị ơi. Lên đơn cho em là bánh hộp VIP đúng không? Bánh hộp VIP. Ví dụ như cái này này nó cũng chỉ bom và hủy về 14 hộp. Cái này nó cũng chỉ còn 14 hộp. 14 hộp bánh hộp VIP. Đấy bác nào lên đơn nhanh thì có bánh hộp VIP nhé, còn đúng 14 hộp cuối cùng sót kho. Em tặng nốt các chị bánh hộp VIP, cái gì còn em tặng nốt. Bánh hộp VIP của Indonesia, à Malaysia em xin lỗi. Ngon, dòng gôn ngon lắm. Ăn bánh này nghiện luôn, nó có cả hộp thiếc này, hộp giấy này, túi giấy này. 110.000 đồng đi làm quà tặng, quà biếu đều được đúng không ạ? Vâng ạ. Lên đơn cho em bánh hộp VIP ạ. Chị nhận bánh này rồi, sang xịn mịn mướt à, ok. Em tặng mọi người với giá bao tiền mọi người? 110.000 đồng. 110.000 đồng bánh hộp VIP. Ôi xuống cái bà kia, bà Lê Kim Thoa, bánh hộp VIP 10 hộp đó nào. Rồi, ô mai cherry Việt Quất đúng không? Ô mai cherry Việt Quất kèm số điện thoại xả tặng các chị luôn nhá. Ok chị ơi. 139 4 gói, tặng thêm gói 0 đồng nữa tổng năng. 5 gói. 139 5 gói. Ô mai cherry Việt Quất. Bác nào lấy mình lên cho em ô mai cherry Việt Quất, chưa bao giờ rẻ này đúng không? Vâng ạ. 139 5 gói ô mai cherry Việt Quất. Lên đơn nhanh là gì mọi người ơi? Ô mai cherry Việt Quất kèm mã sản phẩm là gì mọi người? Ô mai cherry Việt Quất kèm số điện thoại. Mua ngay ô mai cherry Việt Quất ăn Tết, chống ngấy chống ngán ngày Tết. 110.000 đồng. À đâu, 139.000 đồng 5 gói đúng không? Mấy cái ô mai mận cơm rồi ô mai cái gì đây? Mấy cái loại ô mai về xí muội các thứ không còn à? Lên đơn cho em là gì mọi người? Ô mai cherry Việt Quất kèm số nào? Em bán tặng mọi người 139 5 gói ạ, rẻ nhất Việt Nam. Quá rẻ luôn. Trời ơi, nhập xỉ chưa được ô mai cherry Việt Quất giá này đúng không? Chuẩn luôn ạ. Tiếp theo các chị lên cho em mã sản phẩm là kẹo chanh muối dẻo. Kẹo chanh muối dẻo. Kẹo xô chanh muối dẻo ngon bá cháy luôn. Mã cho em là gì mọi người ơi? Kẹo xô chanh muối dẻo kèm số này. Kẹo xô chanh muối dẻo kèm số. Cái này cũng chống ngán chống ngấy ngày Tết. Nó là dạng ô mai chanh muối dẻo. Ngon lắm. Cái kẹo này thì em nghiện, ăn một chục cái một lúc cũng được luôn. Đây nốt cho các chị nhá. Nhận đơn miền Nam nốt hôm nay. Chị yêu nào ở miền Nam này, các chị ơi nhận nốt cái live stream này thôi. Tối là không nhận đơn miền Nam rồi. Live tối là không nhận đơn miền Nam. Ăn chục cái cũng được luôn. Ngon luôn. Giải rượu ngập một đỗ không? Ô mai chanh, à ô mai chanh muối dẻo đúng không? Mã cho em là gì mọi người? Ô mai kẹo chanh muối dẻo kèm số loại. Chanh muối dẻo kèm số. Em nhận đơn hàng công 158.000. 58.000 đồng 2 hộp. Tặng free 2 hộp 0 đồng. Ủa, 4 hộp liền. Tổng mấy? 4 hộp chị ơi. Mã gì mọi người? Kẹo chanh muối dẻo kèm số loại. Ăn kẹo này ngon bá cháy. Kẹo chanh muối dẻo kèm số điện thoại, em nhận đơn đúng không? Vâng ạ. Em tặng kỷ niệm mọi người 158 2 hộp. Tặng free em 2 hộp 0 đồng, tổng 4 hộp kẹo chanh muối dẻo được không ạ? Ok chị ơi. Bác nào lấy lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Kẹo chanh muối dẻo kèm số điện thoại. Kẹo chanh muối dẻo cách số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công. Nhận đơn hàng thành công 100, ngon lắm kẹo này.
xuất sắc luôn, ngon đỉnh luôn. Livestream cuối cùng em bán kẹo này rồi, 158.000 đồng hai hộp, tặng vừa đi thêm hai hộp không đồng được không các bác? Okay, lên đơn cho em là gì mọi người? Kẹo chân muối dẻo kèm số này. 158.000 đồng hai hộp. 158.000 đồng cái này còn bao nhiêu em ơi? Nho nguyên cành của Úc của sổ hồi, một lòng dòng nho mà được. Nho đỉnh chóp luôn. Đỉnh chóp sang xịn mịn mướt. Nho nguyên cành Úc kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công xem chị bao nhiêu hộp em ơi. Okay. Mã cho em là gì mọi người ơi? Nho nguyên cành Úc kèm số điện thoại. Thề luôn nó ngon. Nho nguyên cành của Úc này mọi người ơi. 25 hộp cuối cùng bán nốt 186 một hộp, không lỗ, không bán hàng. 186.000 đồng 186 một hộp nho nguyên cành Úc được không ạ? À? Okay. Bác nào lấy lên đơn cho em nho nguyên cành Úc kèm số điện thoại, em nhận đơn nhìn cho em những chùm nho. Trời ơi các chị ơi, các chị nghiện luôn. Ngon lắm các chị bác ạ. Tìm được không thể, không bao giờ thấy một quả nho rụng nào luôn. Không có đấy một quả nho rụng luôn. Mã cho em là gì ạ? Đây. Có một quả nho rụng luôn. Mấy hộp khác còn không có, mà hộp này có đúng một quả đây. Một quả rụng. Còn mấy hộp khác còn không có quả rụng luôn. Em xả nốt nho nguyên cành Úc cho các chị yêu. Mua về 186.000 đồng một hộp nho nguyên cành Úc được không ạ? Ok chị ơi. Bác nào lấy lên đơn nha, là nho nguyên cành. Nho nguyên cành Úc kèm số điện thoại. 186.000 đồng một hộp nho nguyên cành Úc. Bao giá toàn quốc cho các chị yêu một hộp 5 lạng đúng không? Vâng ạ. Cái này ra ngoài bây giờ 700.000 một hộp. 700.000 một cân được hai hộp. Em bán 186 một hộp, bình thường em bán 199. Lên đơn đúng cú pháp cho em là gì mọi người ơi? Nho nguyên cành Úc kèm số điện thoại. Lên đơn xả sô cô la mix vị Nga. Xả sô cô la mix vị Nga kèm 18 gói sô cô la mix vị Nga cuối cùng. Định mang lên cửa hàng nhưng mà trên cửa hàng thì đang còn 2 thùng thì để bán trên cửa hàng vậy. Lên đơn cho em là vậy vì năm nay em nghỉ sớm. Sáng sớm ngày mai là em lên đường đi chơi rồi. Các chị lên cho em đúng pháp là gì mọi người ơi? Còn vali không có ạ, 609 một cặp miễn cước nhá. Có lên cho em là vali Đức. 655 em tặng nốt 609 một cặp miễn cước được không ạ? 655 tặng nốt 609 một cặp miễn cước. Mình lên cho em xả sô cô la. Xả sô cô la mix vị Nga kèm số điện thoại. Xả sô cô la mix vị Nga kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. Em bán sô cô la mix vị Nga cho các chị yêu với giá bao tiền ạ? Duy nhất livestream hôm nay này. Các chị thả tim em phát này. Yến hết rồi, mứt dừa cũng hết rồi chị ạ. Yến cũng hết rồi. Em bán tặng sô cô la mix vị Nga cho các chị là 100. 100. Chưa bao giờ có nhé. 135 một gói. 135.000 đồng. Mix 8 loại vị sô cô la ngon nhất em xả nốt. Xả nốt còn đúng hơn chục gói, hai chục gói thôi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Xả sô cô la mix vị Nga kèm số em nhận đơn, chưa bao giờ có giá này, 135 một gói sô cô la mix. 8 loại vị sô cô la ngon nhất. 8 loại vị sô cô la ngon nhất. Em xả sô cô la mix vị Nga cho các chị với giá là 135.000 đồng một gói xả nốt ạ. Còn bao nhiêu bán tất, bán tống, bán táng, bán nốt cho tất cả các chị yêu. Chị nào lên đơn nhanh mình có hàng. Chưa bao giờ mua được sô cô la mix vị Nga ở đâu. Em để cái vali đằng sau đi, khách muốn xem. Em bán tặng sô cô la mix vị Nga cho các chị yêu với giá là 135.000 đồng. Một gói mix 8 vị loại sô cô la ngon nhất thế giới. Trong đấy có sô cô la lật đật, sô cô la chim, em lấy cho chị đi Huệ. Sô cô la lật đật, sô cô la stem, sô cô la Huệ vàng, sô cô la sư tử, sô cô la cà phê, sô cô la cô gái Quảng Khăn đây. Các chị có thể nhìn thấy cho em 8 loại vị sô cô la ngon nhất cho các bác thử. Sô cô la mix vị Nga hôm nay xả nốt các chị 135.000 đồng một gói sô cô la mix vị Nga được không ạ? Okay. Bác nào lấy lên đơn cho em là sô cô la. Sô cô la mix vị Nga kèm số 135.000. Ôi giời ơi, lấy 5 gói về mà ăn Tết thật sự luôn. Sô cô la mix vị Nga 135.000 đồng một gói sô cô la mix vị Nga. Mà một gói này các chị ơi được mix 8 loại vị ngon nhất luôn được không ạ? Okay. Rồi hương thần tài kèm số. Hương thần tài kèm số nào? Ôi giời ơi, các chị ơi bảo sao nghiện thắp hương này. Nhìn cái bát hương nó đẹp, nó cứ cuốn thành hình đồng xu vàng rụng xuống bát hương. Mà hút tài hút lộc. Hương thần tài của Thái Lan chuẩn. 100 xả nốt các chị 186 một bó. Một bó có 5 bó nhỏ. 5 bó nhỏ mỗi bó 79 nén. Tổng các chị được cả 800 nén hương. Lên cho em đúng cú pháp hương thần tài của Thái Lan. Năm nào em cũng thắp hương này và bán hương này. Đấy, bà hương khi mà nó cái tàn của nó, thứ nhất nó không bị bụi, không phải lau ban thờ. Và cái thứ hai nó cứ quận thành hình đồng xu. Nó rụng xuống bát hương rất là đẹp luôn. Chị nào lấy mình lên đơn cho em là hương thần tài đúng không? Hương thần tài kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công. Em bán tặng các chị yêu với giá bao tiền mọi người? 186.000 đồng 5 bó. 186.000 đồng 5 bó hương thần tài đúng không ạ? Ok chưa? Hương thần tài kèm số điện thoại, em nhận đơn. Tiếp theo này, kẹo hoa quả Thái đúng không? Kẹo hoa quả Thái. Ừ, hương thần tài thắc thích lắm luôn, cụ mình thần thích đâu này, đỡ phải lau ăn thờ. Ok tình yêu. Lên cho em kẹo hoa quả Thái lấy chị em ơi. Em nhận đơn hàng thành công.
Một gói này đã mix tất cả các loại vị hoa quả Thái rồi. Các chị lên cho em kẹo hoa quả Thái, em xả nốt cho các bác luôn nhé. Không lợi nhuận luôn này, các chị ơi. Không lợi nhuận cho mã này luôn. Còn mã cho em là gì mọi người ơi? Kẹo hoa quả Thái, kẹo số lượng. Bên ngoài nhân sữa, bên trong hoa quả dẻo. Mix tất cả các loại hoa quả. Ví dụ em đang ăn đây là vị vải. Trời ơi các chị ơi. Bên ngoài nhân sữa, bên trong hoa quả dẻo. Vừa bổ sung vitamin, vừa ngon, vừa nghiện. Bác nào lấy? Em Hoàn dùng kem gì da mặt đẹp thế? Kem dưỡng nano vàng. Em mang đây chị cho mỗi chị lọ kem dưỡng nano vàng. Nghỉ like. Mã là gì mọi người ơi? Mã sản phẩm là gì mọi người? Kẹo hoa quả. Kẹo hoa quả Thái kèm số loại. Ngon lắm. Thề luôn các chị, hôm nay lên like chưa bôi cái gì không? Nó kem chống nắng á. Đấy. Nghĩa là nó bị, nó đỡ nếp nhăn. Nếu mà để nó nói về nếp nhăn là bây giờ là giảm rất nhiều mà bọn em thức đêm da lão hóa nhanh. Các chị lên đơn cho em là kẹo hoa quả Thái. Kèm số loại. Kèm số loại nhận đơn, kẹo này ngon lắm à. Dùng ban đêm chị ơi. Cái này dùng ban đêm. Kẹo này ăn sướng đời. Mà sao em cứ nghiện cái vị vải. Cứ moi tìm ra được cái vị vải với vị dưa hấu ăn. Nghiện cái vị vải nhất trong đến vị dưa hấu. Mà cái vải mà sao nó ít thế nhở? Vậy ạ. Cái vải nó được một hai cái thôi ấy. Mà chị chỉ thích vị vải thôi. Comment cho em là gì mọi người ơi? Vị vải ngon lắm. Kẹo hoa quả Thái ạ. Trời ơi ngon lắm ấy cái gì ạ. Bên ngoài nhân dẻo. Bên trong, bên ngoài là sữa dẻo. Bên trong nhân hoa quả. Em bán tặng mọi người kẹo hoa quả Thái với giá bao tiền ạ? Mã sản phẩm là gì? Kẹo hoa quả Thái kèm số loại. Bơ mở hộp có qua thượng hạng. Hay một hộp thuốc thượng hạng mà gửi em 3 hộp. Mà chị chỉ ship theo set ta thôi mà. Còn chị có ship một bao giờ đâu mà lại bảo không đủ tiền lấy hơn 100.000 đồng mà. Còn chị có ship theo set ta bao giờ đâu. Có mình em là gì mọi người? Kẹo hoa quả Thái kèm số loại. Hôm nay bán tặng 149. 149 gì đâu? 6 gói. 6 gói. 6 gói. Chị có ship set một, có ship một hộp đâu, chị ship 3 hộp mà em đi chưa ơi. Lên đơn cho em là kẹo hoa quả Thái. Kèm số điện thoại em nhận đơn. 149.000 đồng 6 gói nốt nhá. Okay, đơn miền Nam em nhận nốt hôm nay, còn đơn miền Bắc thì đơn miền Nam nhận nốt like trưa nay. Cái này có bao nhiêu chai? Rượu nho thượng hạng đúng không? Cái này em bán hết từ lâu rồi mà chả hiểu thế nào lại vẫn bom bề của em. Comment cho em là rượu nho thượng hạng xả nốt mọi người. 6 chai à? 6 chai hàng bom. 700.000 đồng đúng không? Vâng ạ. 700-800.000 đồng một chai. 6 chai hàng bom xả nốt rượu nho thượng hạng cho chị 175 một chai. Các chị comment cho em xả rượu nho thượng hạng ăn ngon lắm, uống ngon lắm. Em ơi, em nói thật luôn là uống thật sự luôn là về nghiện, nho ngâm ủ 14 năm, nho thượng hạng xịn. Chị yêu nào lấy comment cho em rượu nho thượng hạng. Em còn đúng 6 chai, đúng không? Bánh kẹo Nga còn mỗi kẹo Nga mix vị thôi đúng không? Kẹo mix vị Nga, sô-cô-la Nga mix vị là em xả có 135.000 đồng một gói. Sô-cô-la mix vị còn mười mấy gói thôi, mười mấy gói. Đấy, mua hàng nhà em Hoàn nhiều chưa bao giờ thất vọng à. Hết bò miếng rồi, bây giờ mới đặt 6 hộp thì làm sao còn. Lên cho em rượu nho thượng hạng xả nốt 175 nhá. 175.000, em còn 6 chai, bảo kiểm lại xem còn bao nhiêu chai nhá. Kiểm lại xem có bom về thêm chai nào và không thì cộng vào. Comment cho em Hoàn là rượu nho thượng hạng ạ. Vậy chia sẻ chính page cho chị với. Và kèm số điện thoại là em nhận đơn. Đây các chị cứ hỏi là da em dạo này dùng gì. Các chị biết không ạ, da em ngày xưa là còn vang Pháp á. Vang Pháp và kèm số điện thoại 99.000 đồng một chai vang Pháp. Ôi trời ơi, hết đến cả tháng nay rồi, thế nào bom về không? Mười mấy chai vang Pháp của em. Các chị comment cho em vang Pháp ạ. 99.000 đồng một chai vang Pháp, đúng không ạ? Bác nào lấy lên đơn cho em rượu vang Pháp. Nốt live stream này là nhận đơn miền Nam, không nhận đơn miền Nam nữa đâu. Nên mọi người tập trung tinh thần nhanh chân nhanh tay. Vậy em bật thêm máy ấy, chị với em ơi. Để chị like nốt những cái này cho chị đi. Lên cho em mã sản phẩm là vang Pháp. Kèm số điện thoại 99.000 đồng một chai. Cái này bao nhiêu người hỏi không có. Bao nhiêu người hỏi không có luôn đấy mọi người ạ. Này Huệ cầm cho chị không đi qua, đá đổ bây giờ. Mọi người comment cho em mã sản phẩm là cảm ơn kèm số. Cảm ơn kèm số nào. Kem dưỡng nano vàng mà em có làn da ngày hôm nay. Da em toàn test mỹ phẩm. Đấy, toàn test mỹ phẩm, nó bị nát mặt, nó bị nhiễm độc tố, nó bị nhiễm trì, nó bị hơi một tí nó dị ứng, kích ứng. Và từ ngày dùng kem dưỡng nano vàng, và đây là dòng kem dưỡng đầu tiên em dùng hết 3 lọ. Da em nó mới đẹp như thế này. Mà nó giảm nếp nhăn rất nhiều, da nó căng như dây đàn luôn ấy. Các chị cảm tưởng trên bề mặt da nó rất là căng, nó không bị chảy xệ ra xuống đây này các chị này.
nó không bị chảy xệ ra xuống này, rất nhiều người bị chảy xệ ra xuống. Nhưng mà trên bề mặt da cực kỳ căng. Mã cho em là cảm ơn kèm số điện thoại. Em mong các chị chốt được lọ này trong livestream ngày hôm nay. Chốt được lọ kem dưỡng này trong livestream ngày hôm nay để về dùng cho đẹp da. Và đầu tiên dùng là gì? Nó thải độc tố, hút độc, hút trì. Đấy, ion vàng nó mang điện tích âm, hút tất cả những loại ion dương, kim loại nặng tích tụ lâu ngày dưới da, giúp da mình sáng hơn. Những ai mà chăm sóc da mãi không trắng, không đẹp, mình thử cho em kem dưỡng nano vàng này. Đấy, nó tăng sinh hồng cầu dưới da, đặc biệt nano vàng các chị nhé. Nó thải độc cho da rất là tốt, nhất là những da xỉn màu, da sạm đen. Nó giúp căng bóng da, ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da. Và tiếp theo nó chứa thêm là thành phần là gì? Tế bào gốc hoa phong lan Tây Ban Nha, vừa giàu hàm lượng vitamin A, C, E phục hồi da hư tổn, tăng cường hàng rào bảo vệ cho da, mờ thâm sạm nám tàn hương, đấy, chống chảy xệ, chống nhăn da, se khít lỗ chân lông. Các chị ơi, ngày xưa lỗ chân lông em to lắm mà bây giờ là gần như là không thấy nữa rồi, rất là nhỏ rồi. Đấy, các chị lên cho em đúng cú pháp là gì ạ? Cảm ơn. Cảm ơn kèm số điện thoại. 18 hộp à em, mười mấy hộp đấy? 16 hộp kem dưỡng nano vàng cuối cùng, các chị lên cho em là cảm ơn nhá. Bác nào lấy mình lên đây đơn nhanh cho em là cảm ơn kèm số điện thoại. Hôm nay bán không lợi nhuận này, còn tặng cho các chị một phần quà Tết. Huệ ơi, đưa chị một phần quà Tết chị tặng khách này. Hôm nay kem dưỡng nano vàng hoàn xả nốt cho các chị yêu với giá bao nhiêu tiền ạ? 366 một hộp kem dưỡng nano vàng. 366. Tặng kèm cho các chị một hộp nho Hàn với trị giá 250 với giá 0 đồng. Hộp nho Hàn cho các chị ăn Tết, đây là quà Tết em tặng các chị yêu đúng không ạ? Kem dưỡng nano vàng ạ, hàng chuẩn chính hãng, em bán rất nhiều những dòng kem đắt tiền của Nhật, của Hàn, ấy của Pháp, Neutrogen hay là tất cả Ohui rồi là Suwaso. Nhưng mà thực sự luôn là em dùng cái nano vàng này em bị nghiện đấy, và em bị bất ngờ về hiệu quả nó mang lại. Đầu tiên các chị biết là tại sao em dùng kem dưỡng nano vàng không ạ? Da em bị kích ứng, bị nổi mụn, bị mụn lân rất nhiều. Thì em biết là nano vàng là nó làm dịu da kích ứng và nó thải độc cho da mà. Thế là em bắt đầu em bôi vào em đi ngủ một hôm, sáng hôm sau không còn một tí nào cái kích ứng, cái mẩn đỏ lên nữa, dã man thật sự luôn. Cảm ơn kèm số điện thoại duy nhất livestream ngày hôm nay nhé. Chị nào lấy kem dưỡng nano vàng dưỡng ban đêm, chỉ dùng dưỡng ban đêm, ban ngày mình không dưỡng. Nếu với ai da cực kỳ khô ban ngày có thể dưỡng, nhưng phải nghe ngóng, tại vì là hàm lượng dưỡng của nó nhiều. Nếu mà các chị dưỡng ban ngày nhiều khi nó bị bắt bụi và nó lên mụn, nên là mình dưỡng ban đêm cho em thôi. Còn nếu ai trường hợp da cực kỳ khô thì mình có thể dưỡng ban ngày, nhưng mình phải nghe ngóng cho em không lại lên mụn nhá. Rồi mình lên cho em mã cảm ơn đúng không? Cảm ơn. Em tặng mỗi chị yêu một hộp ạ. Giá chưa bao giờ có đúng không? Vâng. 18 hộp cuối cùng, bác nào nên nhanh thì được. Chị lấy hai hộp cho chị hai hộp nho, ok. Hai hộp em cho chị hai hộp nho đúng không ạ? Ok. Hai hộp cho chị hai hộp nho. Lên cho em mã cảm ơn. Thật sự luôn đây này. Em nói thật cái chị là ba lọ kem dưỡng nano vàng được là ra này. Bà nào dùng xong liệu trình 3 hộp nhé, da không cải thiện, da không mịn, da không cải thiện hơn, em trả lại tiền luôn. Các chị ơi, đúng ba hộp nhìn da nó khác hẳn luôn đúng không ạ? Nhìn xong ba hộp này, nhiều lúc em cảm tưởng như da nó còn căng lên ấy. Nó căng như dây đàn luôn ấy. Xong là nó kiểu là nó mịn. Nói chung là sờ cái bàn tay khi mà các chị rửa mặt, sờ cái tay lên bề mặt da này, nó mịn đây là mịn, nó không bị sần sồi. Và đặc biệt là loại bỏ mụn ẩn rất là tốt. Bà nào mà bị mụn ẩn ấy, là do tại sao, các chị biết tại sao nó bị mụn ẩn không? Độc tố nó tích tụ dưới da nhiều. Độc tố tích tụ dưới da nhiều và không thải được độc tố dưới da, bít tắc lỗ chân lông gây ra mụn ẩn. Thì mình chỉ cần đề tốc thải độc đi, sau đó mình bôi kem dưỡng vào, nano vàng thải độc thải trì trên da rất là tốt. Em bán tặng mọi người kem dưỡng nano vàng ngày hôm nay, comment cho em là cảm ơn đúng không? Cảm ơn. Chỉ cần 3 hộp thôi. Em ơi, Hương Thần Tài giá như nào? Hương Thần Tài hôm nay 186.000 đồng, 5555 ấy đúng không? 186.000 đồng 5 bó Hương Thần Tài ạ. Hương Thần Tài mỗi bó 79 lén ạ. Ngày hôm nay các chị lên cho em cảm ơn 366.000 đồng một hộp đúng không? Tặng kèm thêm các chị một phần quà Tết là một hộp nho Hàn với giá 0 đồng. Cái này em tặng 0 đồng nhá. Đấy, cái này ra ngoài các bà mua 200.000 đồng một hộp rồi. 200.000 đồng một hộp rồi. Còn kem dưỡng nano vàng các chị bà mua bao nhiêu? 2.135.000 đúng không? Kem dưỡng nano vàng lịch em hết rồi, tầm này mà còn lịch thì chết. Đấy, kem dưỡng nano vàng mua 2.135.000 đồng. Hôm nay Hoàng tặng kem dưỡng nano vàng cho các chị yêu với giá là 366. Tặng kèm một hộp nho Hàn và em miễn cước vận chuyển tận nhà cho các chị trong livestream hôm nay. Miễn cước vận chuyển toàn đơn tận nhà. Rượu vang Pháp giá 99.000 đồng, em vừa còn bom về mấy chai, còn có 10 chai thôi, không còn nhiều vang Pháp đâu. Còn 10 chai vang Pháp thôi nhá chị yêu nhá. Đấy, các chị ơi, 366, 2.135.000 được mua 366 này, được miễn cước vận chuyển này, được tặng kèm một hộp nho Hàn này, thả tim cho em Pháp. Đúng không mọi người?
Hương Thần Tài cho chị xem lại đi, đâu Hương Thần Tài đâu nhỉ? Lên cho em mã sản phẩm là Hương Thần Tài đây ạ. Đấy, em bán tặng mọi người là 186 năm bó. Đây là Hương Thần Tài hút tài hút lộc của Thái Lan. Đây là hương của Thái Lan. Đấy, vali chọn màu thì 655.000 đồng một cặp. Không chọn màu thì 609 vì em xả là xả không chọn màu rồi. Nếu mà các chị chọn màu là các chị phải cộng thêm tiền đấy. Bởi vì chọn màu bây giờ tại vì vali nó đóng hộp ấy. Thế là cứ phải mở từng hộp ra chọn màu nó lâu. Mà bây giờ em đang cần, rất là cần để ship hàng đi nhanh. Để cho các chị kịp. Vì em chỉ bán nốt live stream ngày hôm nay thôi. Đấy, nốt live stream này là live stream cuối cùng rồi. Không nhận đơn miền Nam nhá. Không nhận đơn miền Nam nữa. Chỉ nhận live stream đơn miền Nam nốt cái live này. Còn từ ngày từ tối nay là không nhận đơn miền Nam. Táo đỏ có một ít vừa bom về. Comment cho em là Hương Thần Tài 186.000 đồng. 5 bó hương. Rồi, sốt me đúng không? Tết nhất chế biến nhiều món sườn kể cả thịt gà nhé. Mà các bà gọi là luộc ăn không hết, rán lên xong đổ sốt me và sốt me. Comment cho em sốt me kèm số. Em nhận đơn hàng thành công 20.000 đồng một lọ sốt me được không ạ? Ok ạ. 20.000 đồng một lọ sốt me. Khăn trải bàn xả cho các chị yêu 29.000 đồng một cái khăn trải bàn. Okay. Hàng xịn, em các chị ra ngoài mua 100.000 chắc chắn. Em bán 29.000 đồng cái khăn trải bàn đẹp lắm các chị ạ. Em ơi, các chị thấy vào những cái cửa hàng, nhà hàng, khách sạn người ta toàn để cái này xong bắt đầu người ta để cái kính lên. Lên cho em mã sản phẩm là khăn trải bàn. 29.000 đồng xem hệ thống của chị còn không em? Cho chị xem số lượng luôn, chị còn bước. Biết 33 cái khăn trải bàn đúng không ạ? Chị nào lấy lên đơn cho em là khăn trải bàn. Kèm số luôn. Kèm số em nhận đơn. Tặng chip lụa cao cấp đi, ok tình yêu. Khăn trải bàn kèm số em nhận đơn hàng thành công. Em bán tặng mọi người 29.000 đồng. Một cái khăn trải bàn nốt nghỉ Tết đúng không ạ? Ok ạ. 29.000 đồng nốt nghỉ Tết nhất, giá này lỗ sấp mặt. Đấy, sấp mặt luôn. Mã cho em là gì mọi người? Khăn trải bàn kèm số loại. Sô cô la cô gái Quảng Khăn Nga rồi mua ngay. Xả nốt 1352 gói sô cô la cô gái Quảng Khăn. Các chị đố mua ở đâu mix giữa sô cô la đen à sô cô la đắng và sô cô la ngọt như bọn này. Ngon lắm. Nói chung là ngon cực kỳ luôn. 25 gói sô cô la cô gái Quảng Khăn Nga cuối cùng đúng không? Vâng ạ. Chị yêu nào lấy comment cho em sô cô la cô gái Quảng Khăn Nga. Kiếm với chị một cái được không? Em nhận đơn hàng có một gói bốc riêng. Em nhận đơn hàng thành công. Đây là sô cô la, bên ngoài là sô cô la đen à sô cô la ngọt ngọt. Bên trong là sô cô la đắng đắng, sô cô la cô gái Quảng Khăn nổi tiếng của Nga. Mà trong mỗi gói sô cô la mix vị nó chỉ có đâu gói sô cô la mix vị đâu, để đây em ơi. Sô cô la mix vị Nga trong mỗi gói sô cô la mix vị nó chỉ có một cái sô cô la cô gái Quảng Khăn này thôi. Đấy, thế thôi. Mà trong khi đâu một gói này em bán cho chị đây. Sô cô la mix vị đâu? Đây này mọi người ơi. Đấy, em bán tặng mọi người 135 xả nốt sô cô la cô gái Quảng Khăn Nga. Sô cô la đưa cho chị gói sô cô la mix vị. Xả nốt sô cô la không biết thì ra kia lấy. Sô cô la mix vị nguyên đi. Mã cho em là gì mọi người? Các chị ơi, sô cô la cô gái Quảng Khăn Nga ăn ngon đừng hỏi. Em bán mọi người có 1352 gói sô cô la của Nga. Đó là rẻ luôn. Các chị nhìn cho em cái sô cô la này. Ngon đỉnh luôn các chị ạ. Ngon đỉnh luôn mà cái nó to chứ, mã cho em là gì mọi người? Sô cô la cô gái Quảng Khăn kèm số loại. Bên trong là sô cô la đắng. Mã cho em là gì mọi người? Sô cô la cô gái Quảng Khăn Nga kèm số loại. Trong mỗi gói sô cô la mix vị nó chỉ có một cái sô cô la cô gái Quảng Khăn Nga thôi các chị nhìn này. Một cái này thôi. Có đúng một cái thôi. Không có nhiều. Đấy. Mã cho em là gì mọi người? Sô cô la cô gái Quảng Khăn Nga kèm số loại. 135.000 đồng hai gói đúng không ạ? 100 mà nhìn cái kẹo yêu nhỉ Huệ nhỉ? Này. Nhìn kẹo sô cô la yêu chưa? Bên trong ở giữa sô cô la đắng. Bên ngoài sô cô la ngọt mà ngon thật sự luôn ấy. Mã cho em là gì mọi người? Sô cô la cô gái Quảng Khăn Nga kèm số loại. Ngon lắm. Sô cô la cô gái Quảng Khăn Nga. Giả tặng mọi người là 135.000 đồng. Hai gói đúng không ạ? Ok. Măng em lên rồi, măng rừng Tây Bắc em xả có 125 thôi. Em cứ để quanh quanh đây chị đi Huệ ơi. Mã cho em là măng rừng Tây Bắc nha, 125 một gói một cân. Đấy, đây. Sô cô la mix vị Nga thì mix tất cả 8 vị. Trong ấy đã có sô cô la cô gái Quảng Khăn rồi. Một gói sô cô la mix vị hôm nay em xả còn mấy mấy gói em xả nốt 135 đúng không? 135 một gói sô cô la mix vị Nga. Thì trâu hết rồi. Mix 8 vị sô cô la ngon nhất. Trong đây là đã có cô gái sô cô la lật đật này, sô cô la cô gái Quảng Khăn này. Sô cô la mix vị Nga 135.000 đồng một gói, đúng không? Măng rừng Tây Bắc ơi. Măng ơi. Cả lốt 125.000 đồng một bịch một cân măng đúng không? Vâng ạ. Nấm 125.000 đồng. Măng và nấm đều 125.000 đồng nhá. Ok. Bao giá toàn quốc luôn, năm rừng, măng rừng và nấm hương. Em xả hết luôn. Cả nghỉ Tết đây là những cái hàng nó còn có 10 20. Cái sô cô la ngon. Chị ăn hết rồi à? Hết rồi. Ngon đã mà.
ngon thật sự. Măng rừng và nấm hương ạ, nấm hương cũng 135. Măng rừng cũng thế ạ, ok chưa? Okay. Táo đỏ Hàn VIP ấy, táo đỏ loại VIP ấy. Các chị mua về mà ăn Tết. Dòng ngon nhất luôn ở ngoài 250 một cân. Em bán 199 một cân, tặng một cân không đồng đúng không? Vâng ạ. Táo hộp VIP 199 một cân. Tặng các chị yêu một cân không đồng, đúng không ạ? Okay, bác nào lấy lên đơn cho em là táo hộp. Táo VIP kèm số này. 199 một cân, tặng thêm một cân không đồng táo hộp. À, nhận đơn khách hàng miền Nam nốt like này nha mọi người nhớ em này. Đấy, nhận đơn khách hàng miền Nam nốt like này. Em về máy tạo oxy đi em ơi à, máy tạo oxy rồi. Các chị lên cho em mã sản phẩm là khô gà lá chanh. Khô gà lá chanh kèm số này. Xả nốt các chị 89.000 đồng hai gói, mỗi gói 3 lạng tổng 6 lạng khô gà lá chanh. Xả nốt khô gà lá chanh, comment là xả khô gà lá chanh. Kèm số này. Các chị cứ bảo là gì ạ? Các chị cứ bảo là like cuối cùng miễn cước đi Hoàn ơi. Nhưng mà em nói thật là mỗi sản phẩm em giảm em tặng quà cho các chị nó quá cả tỷ lần tiền miễn cước. Cứ một sản phẩm giảm 10 15 nghìn. Ví dụ kem dưỡng nano vàng đúng không? Vâng ạ. Lại còn được tặng thêm cả một cái quà Tết với giá không đồng. Tại vì đây là, thật ra là các chị cứ hỏi là tại sao em lại tặng cái quà Tết cho kem dưỡng nano vàng. Bởi vì thật sự là em phải cảm ơn nó, vì nó nhờ nó em có làn da như ngày hôm nay, nên em sẵn sàng em bỏ tiền. Thật sự luôn, có những người bỏ tiền 100 triệu ra chữa mặt không hết được, kích ứng dị ứng rồi cái nọ cái kia. Nhưng mà em có bôi kem dưỡng nano vàng đấy mà da em đẹp như thế này rồi. Thế nên là em quyết tâm là cái này là em dành quà Tết, em tặng để các chị được trải nghiệm. Tặng quà Tết cho các chị để các chị được trải nghiệm thêm vào khi mà mua kem dưỡng nano vàng đúng không? Còn giá ở ngoài là 2 triệu 135 nghìn đồng một hộp kem dưỡng, mà em tặng các chị có 366 nghìn đồng một hộp. Xong là em còn tặng thêm các chị thêm một hộp nho Hàn. Ở ngoài nho Hàn này đang bán 200. Một hộp nho Hàn hơn một cân nho. Xong em lại còn miễn cước vận chuyển toàn đơn. Dồn với gì em cũng miễn cước thì có gì đâu. Không phải suy nghĩ. Bôi sướng thật luôn, chất kem lỏng nhẹ, sầm thẩm thấu nhanh. Em tặng kỷ niệm mọi người nho Hàn rồi. Các chị lên cho em khô gà lá chanh, xả khô gà lá chanh đúng không? Vâng. 89 còn bao nhiêu set vậy, phải lấy cho chị để chị biết đường, để chị xả cho khách. Ví dụ ít thì chị xả sập sàn luôn. Em bán tặng yến xanh cho, à quên, khô gà lá chanh 89.000 đồng hai gói, mỗi gói 5 lạng. Chị dùng 3 lọ kem dưỡng nano vàng, da đẹp đi đâu ai cũng khen trẻ. Đấy, mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Khô gà lá chanh kèm số thoại 89.000 đồng hai hộp, à hai gói. 28 gói, 28 gói số khô gà lá chanh. 89.000 đồng hai gói, mỗi gói 3 lạng. Tổng là gì ạ? 6 lạng khô gà lá chanh đúng không? Vâng. Bây giờ em chỉ còn mỗi đế vương yến thôi. Còn mỗi yến vàng, yến đông trùng hạ thảo đúng không? Vâng ạ. Còn mỗi yến này, đông trùng hạ thảo và hồng sâm ngọc linh. Bác nào lấy lên đơn cho em mã sản phẩm là yến vàng đi. Yến vàng kèm số. Cho nó dễ, cho nhặt đơn cho dễ, cứ nhìn thấy màu vàng là nhặt. Yến vàng kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công xả nốt các chị nhé. Mỗi chị một hộp 110.000 đồng một hộp đi mọi người ơi. 110.000 đồng một hộp yến, một thùng 14 hộp miễn cước vận chuyển. Đây là yến vàng, yến bổ sung thêm thành phần đông trùng hạ xả thảo và sâm ngọc linh. Bác nào lấy lên đơn cho em mã sản phẩm là gì ạ? À, yến vàng kèm số điện thoại. À, chị cũng kèm cảm ơn kem dưỡng nano vàng nhà Hoàn, da chị rừng bầu. Chăm sóc mãi không đẹp, nhờ kem dưỡng nano vàng da mịn mướt. Bây giờ ông xã khen mãi. Ok, tình yêu mã là gì mọi người ơi? Yến vàng kèm số điện thoại. Yến vàng cách số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. Xả nốt các chị yêu, cái này thì còn đâu có 20-30 hộp thôi. 110.000 đồng một hộp yến vàng được không ạ? 110.000 đồng một hộp yến vàng. Yến này là yến, trời các chị nhìn cho em cái nước sâm của nó đen như này. Nó là yến sâm ngọc linh và đông trùng hạ thảo. Thêm thành phần. Cái yến này thì phải từ 6 tuổi trở lên mới uống nhá. Dưới 6 tuổi thì không uống ạ. 6 tuổi trở lên ạ, vì nó hàm lượng sâm của nó rất là cao. Nên là mọi người dưới 6 tuổi là mình không uống cho em, vì nó lạnh bụng. 110.000 đồng một hộp được không ạ? Một thùng 14 hộp miễn cước vận chuyển toàn đơn, mua về đi biếu đi tặng. Comment cho em yến vàng kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công đúng không ạ? Ok ạ. Bao giá toàn quốc cho tất cả các chị yêu yến vàng. Rồi các chị lên cho em là gì ạ? Tiếp tục các chị lên cho em này. À, đơn miền Nam em nhận nốt hôm nay chị ạ. Đơn miền Nam nhận nốt buổi trưa nay, buổi tối là không nhận đơn miền Nam nữa, chỉ nhận đơn miền Bắc thôi. Buổi tối thì sẽ chỉ nhận đơn miền Bắc thôi nhá mọi người nhá. Rồi mọi người sẽ lên cho em mã sản phẩm là tinh chất mùi già. Kem dưỡng nano vàng bao nhiêu? Dạ 2.135.000 đồng một hộp. Đấy là giá bán tại các spa. Em xả mọi người là 366 một hộp. Miễn cước vận chuyển là cái thứ nhất. Và xin phép được tặng mỗi chị một phần quà Tết là một hộp nho Hàn với giá không đồng đúng không ạ? Vâng ạ. Một hộp nho Hàn hơn một cân, các chị ăn Tết về ăn thử cho em xem là có ngon không, với giá không đồng nhá. Đấy là kem dưỡng nano vàng em tặng các chị trong livestream ngày hôm nay được không các bác? Rồi mọi người ơi, lên tiếp cho em mã sản phẩm là mùi già. Mùi già kèm số này. Tinh chất mùi già và kèm cho em xin số điện thoại là em nhận đơn. 20.000 một lọ nốt em ơi.
còn ít 20k một lọ mùi già, được không các bác? 20.000 đồng một lọ mùi và già. Kem dưỡng nano vàng là mã gì ạ? Mã cảm ơn kèm số chị nhá. Cảm ơn kèm số, ai lên mã cảm ơn kèm số thì em tặng cho. Đấy, bầu xài tốt. Ơi bầu xài còn tốt, nó là thải độc, thải trì. Vấn đề là bình thường các chị bầu, các chị dùng những loại kem dưỡng nó có chứa độc, chứa trì vào đó thì hại da. Bọn này nó hút độc, hút trì trên da. Bầu dùng số 1 luôn ý, không cái gì bằng luôn ý. Nó còn chứa tế bào gốc để phục hồi da. Mà các chị biết rồi, những dòng kem dưỡng tế bào gốc ở ngoài thị trường không bao giờ có giá dưới 1 triệu. Những dòng kem thông thường không nói, nhưng mà những dòng kem dưỡng có thành phần từ tế bào gốc, và tế bào gốc của nó là tế bào gốc thực vật nhá. Đấy, nó rất là tốt. Tế bào gốc hoa phong lan Tây Ban Nha. Mà tại sao người ta không lấy hoa phong lan của Việt Nam? Hoa phong lan Tây Ban Nha thì giàu vitamin A, C, E. Vitamin A giúp tăng cường hàng rào bảo vệ cho da dưới tác nhân môi trường. Chính vì vậy da em này, các chị cho em live stream ngày hôm qua, chiều qua, em ra ngoài giữa sân em bêu nắng em live không? Ấy, mặc dù trời mùa đông nhưng mà buổi trưa hôm qua ấy, lúc 2 giờ chiều ấy, giữa chân bêu nắng luôn vẫn like. Đấy, tăng cường hàng rào bảo vệ cho da. Vitamin E chống chảy xệ da, vitamin C mờ thâm sạm nám tàn hương. Da cứ căng bóng sướng, mà nó quan trọng là em ơi dùng đúng đến ngày thứ 3 thôi. Rửa mặt đi da mềm cực. Em không thể tin nổi mà. Em đã bảo là em bán rất nhiều những dòng kem, nhưng mà chưa dòng nào em dùng đến lọ thứ 3. Nhưng mà kem dưỡng nano vàng này em dùng sang lọ thứ 3 rồi. Sang lọ thứ 3 rồi, đỉnh. Tại vì các chị biết là cái mặt em ấy, em bán mỹ phẩm là em đều test. Mẹ em mắng em suốt. Bán thì bán, không bán thì thôi, test xong nát hết mặt. Em toàn dùng mặt để test mỹ phẩm mà. Thì là em cứ dùng hết vài ngày em lại đổi loại khác, vài ngày đổi loại khác. Nhưng mà kem này dùng sướng thế là em cứ dùng. Kể cả là em phải nghỉ để test một loại mỹ phẩm khác 2-3 hôm. Xong là để cho xem nó có kích ứng không, xong là em lại vẫn quay lại dùng nano vàng. Đấy nhá, cảm ơn kèm số ạ, tặng thêm một hộp nho ạ. Miễn cước vận chuyển toàn đơn ạ. À, common gem tinh chất mùi già. Tinh chất mùi già kèm số nữa. Cái này nếu về tâm linh thì đúng thật, nó đúng. Tâm linh và truyền thống của người Việt Nam từ xưa xa xưa đến nay, kể cả vua chúa giới thượng lưu. Tại sao mà tối 31 đêm 31 ạ? Nghĩa là giao thừa ấy, trước giao thừa là cái ngày 31 ngày cuối cùng của năm, người ta toàn đổ lẫn mùi già này vào nước tắm để người ta tắm. Nghĩa nó mang tính chất là gột bỏ toàn bộ những muộn phiền, xui xẻo năm cũ. Gột bỏ là gột rửa xui xẻo muộn phiền, những buồn vui năm cũ, những cái đen đủi mà mình gặp phải. Toàn bộ những muộn phiền năm cũ để đón chào một năm mới. Thì cái nước mùi già người ta toàn đổ và tắm trong cái đêm cuối cùng của năm. Đấy, tắm ấy, cái buổi cuối cùng mình tắm cho cả gia đình mình đổ lẫn vào nước tắm. Hoặc là buổi sáng mùng 1 mình đổ ra mình rửa mặt cho em trong vào buổi sáng mùng 1. Đấy, và kể cả những bà bầu ở cữ này, tắm cho trẻ con cứ tắm mùi già tốt lắm. Cái cây mùi mà bình thường là mẹ mình hay mua về, mà mẹ mình hay mua về để mọi người phải đun ấy, phải đun lên để mình rửa mặt hoặc là mình tắm ấy, thì cái này chỉ cần đổ cái nước tinh chất mùi già này vào cho em thôi. Em xả nốt mọi người 20.000 đồng một lọ, được không ạ? 20k một lọ tinh chất mùi già. Bác nào lấy lên đơn cho em tinh chất mùi già, em ship từ một túi 3 lọ. Cái này nó đóng sẵn túi 3 lọ rồi. Em ship từ một túi 3 lọ cho mọi người nhá. Về tắm đi. Thật sự là về tâm linh hay là về truyền thống nó rất là tốt. Vua chúa ngày xưa là người ta tắm thường xuyên. Còn đối với người dân Việt Nam cổ truyền là người ta cứ... Ngày xưa em ở nhà là từ nhỏ đến giờ là mẹ em là... Mặc dù nhà không có điều kiện đâu, nhưng mà cũng kiểu tín là bao giờ 31 là mẹ em cũng đun lên. Mẹ em cũng đun lên là cả nhà cùng tắm. Là phải đi mua cây mùi già, một bó mùi già ngoài chợ, nhớ ngày đấy chỉ có 1.000 thôi. Một bó to này xong về cho vào một xong nước to, xong là đun lên, xong là cả nhà cùng tắm đấy. Ngày xưa Tết năm nào nhà em cũng thế luôn. Nói sao ngày ba mất lộc. Tắm vào 31 và buổi sáng lại rửa mặt cơ. Tinh chất mùi già đấy mọi người ạ. Rồi các chị ơi, xả chuối sấy dẻo đúng không? Một hộp 5 lạng chuối sấy dẻo, em thề các bác ăn không ngon không lấy tiền. Chuối ngự bé bé, cắt vào sữa chua, cắt vào ăn với ngũ cốc. Buổi sáng ra ăn với ngũ cốc Nhật ngon luôn. Mà chuối sấy này ngon chứ, dẻo, cắt vào sữa chua ngon lắm. Đấy đúng rồi, nhà chị cũng toàn rửa tinh chất mùi già này từ xưa. Rồi các chị lên cho em đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Okay. Mã cho em là gì mọi người? Chuối sấy dẻo kèm số loại. Hôm nay em xả tặng mọi người 99 ba lọ. 99.000 đồng bạc. Ra ngoài mua rẻ cũng phải 80.000 một lọ, một lọ này 5 lạng. Lên đơn cho em chuối sấy dẻo về ăn đi, quá tốt, quá ngon. Chuối sấy dẻo kèm số em nhận đơn. 99.000 đồng ba lọ chuối sấy dẻo được không các bác? Ok chưa? Lên đơn cho em là chuối sấy. Chuối sấy dẻo kèm số loại. 99k em tặng các bác hẳn ba lọ chuối sấy cơ. Mùi già em ship từ 3 chai. Chuối sấy dẻo 99 ba lọ được không ạ? Okay. Rồi, hạt điều miền Nam nhận nốt hôm nay thôi nhá. Nốt buổi live này thôi. Hạt điều 1552 hộp đúng không ạ? Hạt điều 155.000 đồng 2 hộp hạt điều. Cái này còn mấy hộp thôi. Hạt điều 155.000 đồng 2 hộp được không ạ? Okay.
lên cho em hạt điều xuất khẩu, cái này em hết lâu rồi, lại bị bom về ít. Đấy, 1552 hộp hạt điều xuất khẩu này, mà trên cửa hàng đang cần đấy, sao không để mà mang lên cửa hàng. Bánh gạo đúng không? Bánh gạo Hàn ngon lắm các chị ơi. Lên cho em bánh gạo 99.000 đồng 4 gói. 89.000 4 gói đi em ơi. Lên cho em xả bánh gạo. Xả bánh gạo kèm số loại. 89.000 đồng 4 gói bánh gạo đúng không ạ? 89.000 đồng 4 gói bánh gạo. Bộ muôi 79.000 đồng, muôi chắc chắn dày dặn. Ai nhận được muôi cũng khen. Muôi lỗ này, muôi không lỗ này và sẻng xào. Em bán 79.000 đồng một bộ muôi. Bác nào lấy lên đơn cho em là bộ muôi đúng không? Kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. Nhưng mà phải mua mã chè này về cho bố mình nha. Chia sẻ chính phép cho chị với em ơi. Comment cho em mã sản phẩm chuối sấy dẻo nhà Hoàn công nhận ngon thơm thật à. Không bị ngọt, không hề thêm một tí đường nào. Hoàn toàn là mỗi chuối chín. Bóc nguyên quả ra để sấy dẻo. Eo ơi nó dẻo, nó thơm, nó ngon. Mà em thật sự luôn em bán 99.3 hộp. Mỗi hộp 5 lạng. Chuối sấy dẻo rẻ không mọi người? Quá rẻ. Bác nào lấy mình lên cho em là chuối sấy dẻo. Kèm số nào. Kèm số em nhận đơn hàng thành công cho chuối sấy dẻo được không ạ? Okay. Chuối sấy dẻo kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công. Tiếp theo mọi người lên cho em trà Tân Cương Thái Nguyên. Trà Tân Cương Thái Nguyên kèm 18 gói cuối cùng, bác nào nhanh thì được. Nốt hôm nay cũng chả còn cái gì mà bán nữa. Nốt hôm nay cũng hết sạch rồi. 14 gói trà cuối cùng đúng không? Vâng ạ. Chị yêu nào lấy lên đơn cho là trà Tân Cương. Trà Tân Cương Thái Nguyên kèm số điện thoại. Còn bộ nào không? Em còn bộ nào không? À bộ... Paca hình như còn mấy cái nhở? Paca đây. Em đưa Paca chị xả đi. Các chị lên cho em mã sản phẩm là trà Tân Cương. Trà Tân Cương Thái Nguyên kèm số điện thoại 250 một cân. Em tặng nốt các chị 219 một cân được 2 gói. Trà này ra ngoài ở ngoài, đấy là em bán 250 còn ở ngoài bán 500 một cân luôn. Trà nguyên búp ạ, à, uống ngon lắm, nó cứ ngọt mãi và pha nước xanh. Ngon lắm ạ. Trà này là trà mạn người ta hay pha đấy, các cụ hay ngồi uống với nhau. Hoặc là ở cơ quan xếp xiếc các thứ đấy, hay là văn phòng các chị ngồi uống với nhau. Trà Tân Cương Thái Nguyên, kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công, được không ạ? Em bán tặng mọi người trà với giá bao tiền mọi người ơi? 220.000 đồng. À đây em có mã này, các chị comment cho em giải cứu sô-cô-la vàng. Giải cứu sô-cô-la vàng kèm số loại. Sô-cô-la hoa quả bây giờ còn đúng một vị vàng là vị xoài. Giải cứu sô-cô-la vàng kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công đúng không? Vậy lấy chị một hộp bắp rồi với. Lên cho em là giải cứu sô-cô-la vàng, nó còn đúng màu vàng sô-cô-la hoa quả, nhục lắm cơ. Chính là hộp này à? Hộp bóc ăn dở à? Comment cho em là gì mọi người ơi? Giải cứu sô-cô-la vàng kèm còn nguyên màu vàng thôi, không còn màu nào cả, em xả nốt mọi người ơi. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Giải cứu sô cô la hoa quả vàng kèm số 150 một hộp sô cô la hoa quả vàng là vị xoài cũng ngon lắm. Không kém phần long trọng đâu các chị ạ, ngon lắm mọi người ơi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Giải cứu sô cô la hoa quả vàng kèm số. Giải cứu sô cô la hoa quả vàng, ai ăn sô cô la hoa quả nhà em rồi. Cho em xin lời nhận xét, em giải cứu nốt. Đúng không ạ? Lên đơn cho em là gì ạ? Hoàn ơi bán kem dưỡng nano vàng, bán luôn đề tóc nano vàng thải độc. À đúng rồi em ơi, mang cái đề tóc ra đây chị chơi lớn cho khách phát à. Mày mang cái đề tóc ra đây chị chơi lớn cho khách. Mã cho em là gì mọi người ơi? Giải cứu sô cô la hoa quả vàng kèm số điện thoại. Ôi mẹ ơi cái nhân xoài nó thơm. Ôi nó còn mỗi màu vàng, không còn màu nào khác này. Sô cô la hoa quả vàng còn mỗi màu vàng là màu của xoài, bên trong vị xoài. Em bán xả nốt cho các chị nhé. Ấn thích live stream. Chưa thể live stream được chưa đâu. Mọi người ấn cho em một nút like live stream, chia sẻ cho em cái này bây giờ còn mỗi màu vàng. Sô-cô-la hoa quả vàng. Bác nào lấy comment cho em là giải cứu. Giải cứu sô-cô-la hoa quả vàng kèm số thoại. 158.000 đồng. Ra ngoài mua được một hộp. Đến với Hoàn hôm nay em tặng 158.000 đồng. 5 hộp sô-cô-la hoa quả vàng. Tuyệt vời. Tính hộ em xem ra bao nhiêu tiền. Nghĩa là ra 31.000 mấy trăm, rẻ hơn 1 tỷ lần giá xỉ. Đúng không ạ? Vâng ạ. Rẻ hơn 1 tỷ lần giá xỉ luôn. Còn nguyên màu vàng. Cái này là em nhập còn chưa được nha, em trả lỗ cho các chị ạ. Không ai nhập được 31.000 một hộp sô-cô-la này đâu các chị ạ. Ừ, ngon lắm mọi người ơi. Còn mỗi màu vàng 158.000 đồng 5 hộp sô-cô-la hoa quả vàng. Em đưa chị mượn cái máy tính 158 5 hộp để chia, chị chia đưa đây. Vào một máy tính đi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Giải cứu sô-cô-la hoa quả vàng kèm số điện thoại. 158.000 đồng. Em biếu các chị 5 hộp em lỗ sấp mặt ra. 158 5 hộp 31.600 một hộp. Eo ơi, rồi ơi. Rẻ vậy. 31.600 một hộp sô-cô-la hoa quả. Mà
sô cô la tươi nhân hoa quả vừa giúp điều hòa huyết áp, đúng không? Vừa giúp ngăn ngừa oxy hóa, giúp chị em mình trẻ lâu, giải tỏa căng thẳng, stress, mệt mỏi, chống trầm cảm và mất trí nhớ ở người già. Ăn sô cô la thường xuyên rất tốt cho trí não, giúp tĩnh tâm an thần, tốt cho bà bầu, cho trẻ nhỏ và người già, đúng không ạ? Sô cô la tươi nhân hoa quả em còn nốt mỗi màu vàng, còn mấy thùng màu vàng nữa. Em xả nốt giải cứu sô cô la hoa quả vàng 158.000 đồng. Được mấy hộp ạ? 5 xô mở 5 xô. Ai lấy một thùng? Ôi ngon lắm. Nhân với 24 hộp một thùng sao? Một thùng là 758.000. Eo ơi. Gì hả thế chị? Này lỗ đi nha. Ai lấy một thùng 758.000 đồng 24 hộp miễn cước vận chuyển không nói nhiều. Sô cô la hoa quả vàng em chỉ còn nguyên màu vàng thôi. Chỉ còn nguyên màu vàng thôi ạ. Các chị lên cho em là giải cứu sô cô la hoa quả vàng đúng không? Kèo những loại có nguyên màu vàng, cùng lắm còn sót 1-2 hộp màu dở màu ấy đúng không? Vâng ạ. Trời ơi, 31.000 một hộp. Ồ, ngon lắm. Mã cho em là gì mọi người? Còn lồng đèn không vậy ơi, mang đây chị nào. Mã cho em là gì mọi người ơi? 1585 hộp. Các chị ơi, rẻ hơn giá chỉ. Một thùng 24 hộp 758 miễn cước. Không lợi nhuận, lỗ luôn xả lốt nghỉ Tết. Mã cho em là giải cứu sô cô la hoa quả vàng kèm số điện thoại. Đấy, sâm linh chi nhung hiêu, sâm núi linh chi nhung hiêu, xả sâm núi linh chi nhung hiêu. 4 thùng cuối cùng sâm núi linh chi nhung hiêu, xả sâm núi linh chi nhung hiêu kèm số điện thoại. 199 một hộp miễn cước vận chuyển cho ai mua từ một thùng 6 hộp. Luôn 199 một hộp sâm núi linh chi nhung hiêu, phun túi hộp các chị đi được. Mua về uống vừa điều hòa huyết áp đúng không ạ? Đấy, vừa điều hòa lượng đường trong máu, giảm rồi là gì ạ? Hồng hào đẹp da, tăng sinh hồng cầu, quan trọng là tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Và sâm núi linh chi có tác dụng ngăn ngừa ức chế tế bào ung thư. Đối với ai bị bệnh ung thư hoặc sau điều trị ung thư rất là tốt luôn các chị ạ. Lên cho em là xả sâm núi linh chi nhung hiêu kèm số 199.000 đồng một hộp. Một thùng 6 hộp miễn cước vận chuyển. Mua sâm về biếu ông bà bố mẹ mình nhá. Mua sâm về biếu ạ. Ý nghĩa hơn một hộp bánh đấy. Mình lên đơn cho em mã sản phẩm là xả lồng đèn. Xả lồng đèn kèm số loại 10.000 một cái lồng đèn. 10.000 cái này thì không đâu rẻ hơn rồi. Xả lồng đèn 10.000 ra ngoài mua vẫn 50-60.000. Em bán tặng các chị yêu xả lồng đèn kèm số, em nhận đơn hàng thành công. Em bán tặng các chị yêu với giá là 10.000 đồng một cái lồng đèn. Bác nào lấy lên đơn cho em là gì ạ? Xả lồng đèn kèm số loại 10k một cái các bác ơi. 10k một cái lồng đèn ạ. Xả lồng đèn kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công. Thạch dai dai này cũng mua về cho bọn trẻ con ăn Tết hơi phí. Thạch dai dai kèm số điện thoại 85.000 đồng 5 gói. Ai lấy một thùng 340 20 gói miễn cước vận chuyển. Thạch dai dai cho các con bác ăn Tết. Bác nào lấy lên cho em là thạch dai dai kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. Em bán tặng các bác với giá là 85.000 năm gói, một thùng 6 gói miễn cước vận chuyển. À, một thùng 20 gói. 340.000 đồng miễn cước vận chuyển cho một thùng 24 gói, được không ạ? 20 gói em xin lỗi. À, rồi các chị lên cho em đúng cú pháp là bánh trứng yến mạch. Bánh trứng yến mạch kèm số thoại. 125 4 gói ngon bá cháy luôn. Bánh trứng yến mạch kèm số điện thoại ăn Tết, bánh heo thì, bánh đặt chuẩn ô cốp, ngon lắm các bác ạ. Lên đơn cho em là bánh trứng. Bánh trứng yến mạch kèm số. Bác nào lấy lên đơn nhanh là bánh trứng yến mạch cách số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. Em bán tặng bánh trứng yến mạch cho các bác với giá là 125 4 gói bánh trứng yến mạch. Không ngon không lấy tiền. Các chị mua về ăn Tết luôn và ngay hộ em cái không hết hàng luôn. Đấy, cách khách miền Nam em lấy lốt. Đấy, lấy cho chị 100 lồng đèn là chị comment cho em lồng đèn 100 cái kèm số nhé. Lồng đèn 100 cái kèm số không biết có đủ không. Tất chính hãng kèm số điện thoại đây em toàn đi tất này. Tất dày thích sướng không bai nhão sướng lắm. LED nó ấm lại còn chống hôi chân. Tất chính hãng kèm số 99.000 đồng 10 đôi, bây giờ còn nguyên màu trắng. 99.000 đồng 10 đôi tất chính hãng đúng không? Còn nguyên màu trắng ạ. 99k 10 đôi tất chính hãng còn nguyên màu trắng. Bác nào lấy comment cho em là gì mọi người ơi? Tất chính hãng kèm số là... Rồi, cái này là đề tốc nano vàng thải độc. Lên đơn cho em là đề tốc nano vàng có tip nào ở đây không em ơi? Đề tốc nano vàng để thải độc. Đây này, một tuần cứ thải cho em 1-2 lần. Da mịn đẹp hết sạch mụn ẩn. Đấy, lỗ chân lông thu nhỏ hơn nhiều và không bị mịn mụn đầu đen. Đề tóc thường xuyên, thải độc thải trì. Đấy, ví dụ như các chị muốn da đẹp nhé. Như em này, một tuần em đề tóc 2 lần bằng đề tóc Lado vàng.
Sau đó ngày nào buổi tối em cũng bôi kem dưỡng nano vàng. Trời ơi mọi người ơi, da đẹp cực kỳ luôn. Nguyên cái việc đề tóc xong sờ da đã mịn ơi là mịn rồi. Đúng không ạ? Chị Đào lấy mình lên cho em là đề tóc nano vàng đúng không? Vâng. Kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Lên đơn cho em là gì mọi người? Đề tóc nano vàng kèm số loại. Kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Bây giờ yến ngũ vị này còn bao nhiêu hộp em ơi? Còn bằng kia? 27 chị ơi, còn 27 hộp. 27 hộp yến ngũ vị à? Vâng ạ. Rồi mã sản phẩm là gì mọi người? Đề tóc nano vàng kèm số loại. Em nhận đơn hàng thành công. Bây giờ chị không biết là cho khách, bây giờ chị cho khách cái gì đây? Nếu mà khi lấy như này thì chị cho khách cái gì? Đề tóc nano vàng kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công nhé. Mỗi chị một lọ để đề tóc thải độc cho da thì da mới đẹp được. Đấy, các chị lên cho em là đề tóc nano vàng kèm số đúng không ạ? Em nhận đơn hàng thành công. Em bán đề tóc nano vàng cho bác này. Chơi lớn nhá. Em vào cái nick này cho chị cái xem nào. Bây giờ làm sao để vào được nick này? Vào được nick này. Đây này, còn ít tôi đây này các chị nhìn nhỉ. Sau khi đề tóc xong da đẹp đừng hỏi luôn. À quên mất rồi, lại bôi lên mặt, mặt bôi kem chống nắng rồi nhá. Từ từ đợi em. Mã cho em là gì mọi người ơi? Đề tóc nano vàng kèm xuống thải ạ. Em bôi lại ra đây tí nhá. Thải độc thải trì dưới da này. Các chị ơi, xong da mịn dã man nhá. Đề tóc xong thì bôi kem thì rửa mặt đi. Rửa mặt sạch bôi serum và bôi kem dưỡng nano vàng. Da đẹp đừng hỏi các chị ơi. Đề tóc thải độc thải trì. Đấy, trắng da mịn da. Nếu các chị không thải độc da vừa bị lỗ chân lông to này, vừa bị mụn ẩn nhiều, vừa mụn đầu đen nhiều, da sần sùi đúng không ạ? Bác nào lấy mình lên cho em đúng cú pháp là gì các bác ơi? Đề tóc nano vàng kèm số nữa. Kèm số đúng không? Bán tặng tất cả các chị yêu. À không nhìn thấy gì à? Em like nhiều máy chị thông cảm cho em với, sang bớt bên này của em với. Comment cho em đúng cú pháp là đề tóc nano vàng các chị nhìn này. Sau khi mà mình bôi này đấy, mình xoa này. Lên những cái gọi là gì ạ? Đây này. Đấy, xong là mình lau đi cho em lấy chị cái khăn nữa. Mã cho em là gì mọi người? Đề tóc nano vàng kèm số thôi ạ. Da cực kỳ mịn luôn, hoặc lấy cái giấy ướt đi, lấy cái giấy ướt. Em nhận đơn hàng thành công nhá các chị ơi. Em bán tặng kỷ niệm mọi người đề tóc nano vàng với giá là bao nhiêu tiền? Hôm nay tặng nhá. Hơn 800 nghìn đồng một lọ. Em tặng kỷ niệm mỗi chị yêu lọ đề tóc nano vàng. Còn mỗi có đâu hơn chục lọ đúng không? Hơn chục típ đề tóc nano vàng. Bây giờ tặng cái gì cho khách bây giờ nhỉ? Còn tặng nữa. Đây này, Huệ nhìn này. Huệ nhìn này, sợ chưa? Đề tóc nano vàng kèm số điện thoại các chị ơi. Ôi, nhìn này. Đề tóc nano vàng kèm số điện thoại. Mỗi chị yêu một tip, một tuần dùng 2 lần. Tip này có mà dùng 5-6 tháng, nửa năm hết. Này. Đề tóc nano vàng kèm số điện thoại các chị ơi. Xả. Xả sập sàng luôn nè. Các bác ơi. Ba trăm. 68.000 đồng một lọ. 368.000 đồng. Và tặng kèm cho mỗi chị yêu một hộp. Hộp bích hạt để ăn thử với cả không đồng. Cái gì đấy? Đang bán 150 hộp. Tặng kèm với mỗi chị một hộp hộp bích hạt với giá 0 đồng nhá. Ok chưa ạ? Các chị lên đơn đúng pháp cho em là gì mọi người ơi? Đề tóc nano vàng kèm số loại. Ôi lỗ nhiều quá. Lỗ đấy chị. Các chị đề tóc một tuần 2 lần cho em. 1 đến 2 lần tùy loạn da. Da mà các chị ơi bị mụn ẩn nhiều, lỗ chân lông to, rồi là đổ dầu nhiều thì các chị ngày tuần cho em 2 lần là tốt nhất. Đấy, 1 đến 2 lần cho em đề tóc nano vàng. 700.000 đồng em xả nốt 368.000 đồng. Tặng kèm một hộp hộp bích hạt đúng không? Vâng ạ. Miễn cước vận chuyển toàn đơn hàng. Ui lại còn miễn cước nữa. Lên đơn cho em ngũ vị yến. Đây còn đúng 27 hộp ngũ vị yến. Các chị comment xả ngũ vị yến. Xả ngũ vị yến kèm số điện thoại. 27 hộp cuối cùng. Lên đơn là xả ngũ vị yến đúng không? Vâng ạ. Kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Xả nốt các chị 168 không lợi nhuận. Em đang bán là 210 một hộp đúng không? 210 một hộp ngũ vị yến. Em nhập còn không được giá này. Em còn 27 hộp ngũ vị yến cuối cùng. Bác nào lấy lên đơn cho em là ngũ vị yến. Kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Em bán tặng ngũ vị yến cho các chị yêu với giá là 168 xả nốt ạ. Xả nốt ngũ vị yến 168 ạ. Bác nào lấy lên đơn có tinh chất đông trùng hộp vàng còn không? Tinh chất đông trùng hộp vàng. Đông trùng vàng còn không vậy? Đông trùng vàng. Hết rồi. Hết sạch rồi, hết sạch rồi chị ạ.
Lên đơn đúng ngũ pháp cho em là gì mọi người ơi? Ngũ vị yến kèm số loại. Ngũ vị yến xả nốt cho mọi người với giá bao tiền mọi người ơi? 168.000 đồng. Ôi dồi ôi, chết mất. Em ơi, chết thật sự đấy, 168.000 đồng một hộp. Ngũ vị yến, 27 hộp cuối cùng này. 210 đúng không? Em đang bán 210, thị trường là 1.250.000. Ngũ vị yến khoảng 1.850.000. Đây các chị ơi, nó có đầy đủ tất cả 6 loại yến, trong đó có cả yến huyết này mọi người ơi. Huyết yến này, rất là ngon này. Các chị lên cho em ngũ vị yến kèm số điện thoại 168 full hộp full túi sách ạ. Bác nào lấy lên đơn cho là ngũ vị yến ạ. Ngũ vị yến kèm số điện thoại là em nhận đơn đúng không? Miếng dán giữ nhiệt này. Miếng dán giữ nhiệt kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công này. 68.000 đồng 10 miếng về Tết nhất mà dán vào mặc áo dài. Miếng dán giữ nhiệt chia sẻ chính với đội chị. 68.000 đồng một bộ 10 miếng dán giữ nhiệt. Bác nào lấy lên đơn cho em là miếng dán. Miếng dán giữ nhiệt kèm số điện thoại 68.000 đồng 10 miếng dán giữ nhiệt cho các tình yêu. Cho các tình yêu về, các tình yêu dán Tết mặc áo dài. Miếng dán giữ nhiệt ra ngoài mua 50.000 đồng. Đấy, đậu Hà Lan tỏi ớt đúng không? Đấy, đậu Hà Lan tỏi ớt. Em xả nốt các chị yêu 100.000 đồng 3 lọ. Đố ai bán luôn. Mỗi lọ 5 lạng đậu Hà Lan tỏi ớt nhá. Bác nào lấy lên đơn sẽ kem dưỡng nano vàng bạc. Kem dưỡng của em là kem dưỡng nano vàng. Đấy các chị ơi, cứ mua cái lọ đề tóc đấy nhá. Đề tóc tuần 2 lần. Xong buổi tối bôi cho em kem dưỡng nano. Đấy, kem dưỡng nano vàng này. Đấy, bôi kem dưỡng nano vàng này lên. Không đẹp, không lấy tiền, da mịn lắm. Em đây, em toàn bôi cái này mà bây giờ đi đâu ai cũng khen da đẹp. Dạo này đẹp thế, xong mọi người hôm qua em đi, hôm qua là đi gala của tập đoàn, nhà phân phối các nơi về gặp bảo là ôi chị Hoàn ơi, sao mà toàn thức đêm mà da đẹp thế, da mịn thế. Sao dạo này da đẹp thế, xong bảo năm nay da đẹp hơn năm ngoái và trông trẻ hơn năm ngoái. Đấy, khách bảo năm nay da đẹp hơn, mịn hơn, xong là nó đỡ nhăn hơn nên là trông trẻ hơn năm ngoái rất nhiều. Đây là mặt căng. Tầm này mà năm ngoái là mặt hay kiểu bị nhăn nhăn ở mắt nhiều ấy. Nhưng mà các chị bôi kem dưỡng nano vàng cứ bôi như em cả những cái phần trên này nữa rất là tốt. Rồi yến ngũ vị em còn 27 hộp thôi. Đấy, bao giá toàn quốc. Lên đơn cho em đặt collagen Nhật, sao không gọi điện chốt đơn? Collagen Nhật. Xem hệ thống còn không? 100.000 đồng 3 lọ. Đậu Hà Lan về ăn Tết, đậu Hà Lan về ăn Tết đúng không? Rồi tiếp theo, đấy, ô mai mơ chanh muối đúng không? À, ô mai mơ chanh muối. Ô mai mơ chanh muối đúng không? Còn bao nhiêu hộp? Lên đơn là ô mai mơ chanh muối này. Kèm số điện thoại em nhận đơn hàng công sắp hết rồi, 5 mã nữa. Bên này 10 mã nữa, 15 mã nữa. 15 mã nữa sạch kho sợ thật ấy. 15 mã nữa nhá. Collagen Nhật còn hơn Collagen Nhật còn mà chị cứ lên collagen Nhật đi. Lên collagen Nhật cho em được. Ở ô mai mơ chanh muối đúng không? Là kèm số điện thoại mơ chanh muối bán nốt 100.000 đồng 3 lọ. Đấy, còn sô cô la hạnh nhân không? Sô cô la hạnh nhân nào nhỉ? Sô cô la hết rồi. Còn sô cô la Grand nhân hạnh nhân này. Lên cho em đúng pháp là gì mọi người ơi? Sô-cô-la Grand Nga kèm số nào? 100.000 đồng. 100.000 đồng 3 hộp. 100.000 đồng 3 hộp. Chị bóc thêm gói này, đằng nào Tết nhà chị cũng ăn cái gói này nhiều. Nhà em mà Tết năm nào cũng phải có sô-cô-la Grand Nga, sô-cô-la hạnh nhân trắng. Sô-cô-la hạnh nhân trắng. Lên cho em đúng pháp là gì mọi người? Mày cắt cho chị nhá, để mang về chị ăn gói đấy. Tết nhá. Comment cho em đúng pháp là sô-cô-la Grand. Đây là sô-cô-la trắng. 27 gói à? Mã cho em là gì mọi người ơi? Đây này là sô-cô-la trắng, ăn không hề bị ngọt, nó hơi hơi ngọt một tí, ngậy thơm của sữa và thêm vị bùi bùi của hạnh nhân. Bác nào lấy lên cho em là đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Sô-cô-la Grand Nga kèm. Mã sản phẩm là gì? Sô-cô-la Grand Nga kèm xuống ạ. Ngon bá cháy, ngon xuất sắc. Mã cho em là gì mọi người? Sô-cô-la Grand Nga kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Sô-cô-la Grand Nga kèm số loại chị ơi. Nhân hạnh nhân, thơm. Sô-cô-la trắng của Nga, 27 gói. 27 gói cuối cùng. Xả tặng 155.000 đồng một gói. 155.000 đồng. Ngon dã man. Thật sự các chị phải ăn đời trong đời sô-cô-la trắng của Nga. Không bao giờ làm con chị hối hận. 155.000 đồng một gói sô cô la Grand Nga. Bác nào lấy lên đơn cho em là gì mọi người? Sô cô la Grand Nga kèm số loại 155.000 đồng một gói sô cô la Grand Nga. Sô cô la trắng nhân hạnh nhân ngon thôi rồi luôn. Em còn 27 gói cuối cùng, bác nào nhanh thì được nhá. Sô cô la Grand Nga, cách số điện thoại 27 gói cuối cùng ạ. Sô cô la Grand Nga em tặng các chị yêu với giá là 155.000 đồng một gói. Bánh dừa 60.000 đồng một gói, bán tặng 139 năm gói. Bánh dừa 139.000 đồng.
5 gói. 6 gói luôn. 6 gói luôn. 139.000 đồng 6 gói. Bác nào lấy lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Bánh dừa kèm số nào? Bánh dừa cắt số điện thoại em nhận đơn. Em còn chăn hồ ly không? Chăn hồ ly có đấy, đang xả có 8-19 miễn cước cho chăn hồ ly thôi. Quá rẻ. Chăn luôn. Lông hồ ly. Lên đơn cho em đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Sô cô la dừa à. Bánh dừa kèm số 1396 gói bánh dừa đúng không? Luôn. Lên đơn cho em là gì ạ? Giấy ăn 3 ly sách. Giấy ăn 3 ly sách. Giấy ăn 3 ly sách kèm số điện thoại em nhận đơn là thành công. 135.000 đồng 3 sách, mỗi sách 10 gói. 30 gói giấy ăn 3 ly sách ạ. Chị nào lấy lên đơn cho em là giấy ăn 3 ly sách kèm số ngoại. Kèm số điện thoại em nhận đơn là thành công. Đây lên đơn là giấy ăn 3 ly sách kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công. Em bán tặng mọi người với giá là còn 22 set nhá. 135.000 đồng được 3 sách như này này, mỗi sách 10 bịch là 30 bịch, mỗi bịch 300 tờ. Giấy ăn 3 ly sách ạ, kèm số ạ. Rồi các chị lên cho em là gạo lứt Điện Biên đúng không? Gạo lứt Điện Biên kèm số nào? Gạo lứt đen của Điện Biên, gạo ngon số 1. Gạo lứt đen Điện Biên chia sẻ chính phép cho chị với em nhá. Gạo lứt đen Điện Biên ạ. Kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Đấy, em bán tặng mọi người 139.000 đồng một bao 5 cân gạo lứt đen. 139.000 đồng một bao 5 cân nước hoa đi em ơi. À em còn đúng một mã nước hoa nữa thôi, vậy em mang đây chị với em ơi. Mã cho em là gì mọi người? Gạo lứt Điện Biên kèm số điện thoại em nhận đơn. Đấy, bánh dừa vị sô cô la không còn ạ. Em bán tặng còn mỗi bánh dừa nguyên bản thôi. 139 một bao 5 cân. Một bao 5 cân. Rồi các chị comment cho em mã sản phẩm. Ơ áo giữ nhiệt 2 giây rõ ràng hôm qua bỏ hết rồi, rồi lòi đâu ra đây? Áo giữ nhiệt 2 giây kèm số điện thoại. Chị có bảo em xem hệ thống đâu. Chị bảo em là em phải xem ở kho. Nó còn thì phải nhập. Lên. Đấy. Áo giữ nhiệt 2 giây và kèm cho em xin số điện thoại. Còn đúng 15 cái cuối cùng. Sót kho áo giữ nhiệt 2 giây mặc đẹp dã man. Em ơi cái màu mặc lên nó sáng, nó trắng lên da luôn. Mặc bên trong xong khoác áo vest bên ngoài. Hoặc khoác áo bên ngoài, áo da, áo các thứ. Đấy, hoặc là mặc bên trong nó ấm lắm. Áo giữ nhiệt lót lông thỏ. Bên trong của nó lại còn có cái đệm này. Còn 15 cái cuối cùng này. Comment cho em mã sản phẩm là gì các bác ơi? Áo 2 dây giữ nhiệt kèm số điện thoại là em nhận đơn. Tối nay em còn một cái livestream nữa là livestream cuối cùng tổng kết kho. Thì livestream buổi tối nay chỉ nhận được đơn miền Bắc thôi, không nhận được đơn miền Nam nữa. Miền Nam chỉ nhận đúng buổi trưa hôm nay thôi. Rồi các chị ơi, áo giữ nhiệt 2 dây và kèm cho em xin số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công cho áo giữ nhiệt 2 dây. Bán tặng các chị yêu 55.000 đồng cái áo giữ nhiệt 2 dây. Nhận rồi thì biết ạ, áo toàn bộ là theo gen Dio. Ở ngoài bán 180 một cái, bên trong là lót lông thỏ, siêu mềm mịn mượt. Đấy, áo giữ nhiệt 2 dây 55.000 đồng một cái ạ. Bác nào lấy lên đơn cho em là áo giữ nhiệt. Áo giữ nhiệt 2 dây kèm số thôi. Comment cho em tặng gối IEK đúng không? Tặng gối 45.000 đồng cái gối. Chị yêu nào lấy comment cho em là tặng gối kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. 45.000 một cái gối được không ạ? 45.000 đồng một cái gối ạ. Tặng gối và kèm số em nhận đơn 45.000 đồng nhá. 45.000 đồng em tặng các chị yêu một cái gối IEK. Rồi các chị ơi, kẹo chanh muối Hàn. Ê, thương hiệu nổi tiếng của Hàn mà đặt trụ sở sản xuất tại Thái Lan. Bác nào lấy lên đơn nha là kẹo chanh muối. Cái bán như này vậy thôi nhưng ra Tết lại vẫn còn. Bởi vì bom về, kiểu gì vẫn có người bom. Năm nào cũng vậy, kiểu gì vẫn có bom. Lên đơn đúng cũng phát cho em là kẹo chanh muối đúng không? Vâng ạ. Kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Em bán kẹo chanh muối cho bác 85.000 đồng 5 gói kẹo chanh muối. Áo em mặc là 129.000 đồng, comment là xả áo len ấy. Nó có màu này với màu khác nữa đấy. Mọi người được màu nào mọi người hoan hỉ. Vì là xả nốt 129 rồi lỗ. Lỗ nặng luôn xả áo len. Kẹo chanh muối Hàn ngon lắm. Cái này ngậm còn giải rượu, đỡ rát họng, đỡ đau họng. Em tặng kẹo chanh muối Hàn cho các chị là 85.000 đồng 5 gói kẹo chanh muối Hàn. Bác nào lấy lên đơn cho em là kẹo chanh muối Hàn. Kèm số em nhận đơn 85.000 đồng 5 gói. À kem dưỡng nano vàng em bán rồi, hôm nay xả tặng kem dưỡng nano vàng 2.135.000 đồng một lọ kem dưỡng. Bán các chị có kem dưỡng nano vàng comment mã là cảm ơn đúng không? Vâng ạ. Có 366.000 đồng một lọ kem dưỡng nano vàng. Lại còn được miễn cước vận chuyển. Lại còn tặng thêm một hộp nho Hàn với giá 0 đồng. 366 một hộp kem dưỡng nano vàng. Miễn cước vận chuyển. Tặng kèm thêm một hộp nho Hàn 200.000 với giá 0 đồng kem dưỡng nano vàng. Cứ bôi đi, da khắc đẹp như của em. Cứ bôi đi, da khắc đẹp như của em luôn nhá. Kem dưỡng nano vàng. Rồi các chị ơi, lên tiếp giúp em là sô cô la tươi thượng hạng đúng không? Vâng ạ. Sô cô la tươi thượng hạng xả nốt 56.000 đồng một hộp. Còn đông hơn chục hộp ạ. Cái này bom này. Sô cô la tươi thượng hạng 56.000 đồng một hộp, còn hơn chục hộp. Em lên cho em là sô cô la tươi thượng hạng, nho hộp Mỹ em ơi, nho Mỹ chuẩn lấy chị. Lên cho em sô cô la tươi thượng hạng, ngậm ho Đức còn không?
Momo Ricola của Đức còn lấy cho chị cái. Common Gem Sô-cô-la tươi thượng hạng ạ. Và kèm mã gối là gì? Tặng gối IEK. Và kèm số ạ. Đấy, em tặng kỷ niệm mọi người sô-cô-la tươi thượng hạng với giá bao tiền ạ? 56.000 đồng một hộp, 5 lạng sô-cô-la tươi. Em ơi ra ngoài mua toàn 150, 180. Sô-cô-la tươi thượng hạng 56.000 đồng một hộp, 5 lạng. Cái kia kìa, nho kia kìa. Lên cho em mã sản phẩm ngậm ho Đức đúng không? Bán tặng các chị yêu 2792 lọ ngậm ho Đức ạ. Ngậm ho Đức kèm số điện thoại 279.000 đồng. Em tặng các bác là 2 lọ ngậm ho Đức được không ạ? Bộ nồi Đức đang xả là 649 những cước. Bộ nồi Đức còn không em? Lên đơn cho em mã sản phẩm là gì mọi người? Ngậm ho Đức kèm số điện thoại. Em chị bảo em gọi chị Ly ra đây chị để kiểm cho chị. Được mà chị gọi chị đang xa. 279.000 hộp ngậm ho Đức. 279.000 đồng một hộp, tặng thêm một hộp nữa không đồng. Quá là rẻ luôn. 279, 2 hộp ngậm ho Đức nhá. Bao giá toàn quốc cho mọi người này. Rồi sô cô la Kit Kat Nhật còn không ạ? Sô cô la Kit Kat Nhật. Rồi các chị lên cho em là nho Mỹ chuẩn, có cờ Mỹ hàng chuẩn. Đấy, hàng chuẩn luôn, chữ đằng sau nó không bị lem nhem ra đây. Lên cho em đúng cú pháp là nho Mỹ Mix đúng không? Nho Mỹ Mix chuẩn à đâu, nho Mỹ chuẩn. Nho Mỹ chuẩn kèm số điện thoại em nhận đơn 199.000 đồng 2 hộp. Lên đơn cho em là nho Mỹ chuẩn nhá. Các chị ăn thử cái nho Mỹ nhà em đi, xuất sắc luôn, nho Mỹ hộp đấy. Nho Mỹ hộp chuẩn 199.000 đồng 2 hộp, mỗi hộp gần 5 lạng. Đấy, nho Mỹ hộp chuẩn kèm số điện thoại nhé, còn có 2 thùng. 2 thùng là 24 hộp là được 12 người được chốt đơn. Rồi, gạo lứt rong biển này về ăn mà giảm cân mà đón Tết rất tốt cho những người cholesterol cao, mỡ máu, tim mạch, huyết áp và tiểu đường, giảm cân rất tốt. Chị yêu nào lấy comment cho em đúng pháp là gì mọi người? Gà nước rong biển kèm số này. Nước giặt đi em à, ok, nước giặt còn bao nhiêu hộp hạt điều để chị tặng cùng nước giặt. Rồi mang nước giặt ra đây chị với. Lên đơn cho em mã sản phẩm là gạo lứt rong biển. Biển kèm số, em nhận đơn hàng thành công. Em bán tặng mọi người với giá là 78.000 đồng 2 gói, 1 cân gạo lứt rong biển luôn. Rồi nước giặt 3 ly, 200.000 đồng 1 can nước giặt 3 ly đúng không? Xả nước giặt 3 ly, em còn sâm gì? Em còn sâm linh chi nhung hiệu. Sâm linh chi nhung hiệu 199.000 đồng một hộp. Hệ dơ đằng sau ơi chị, 199.000 đồng một hộp, một thùng 6 hộp miễn cước vận chuyển cho sâm linh chi nhung hiêu. Về các chị đi tặng đi biếu nhá. 40 hộp à? Thế bán đủ 40 thùng nước giặt rồi. Đấy nước giặt này, 200.000 một can, em tặng mọi người 82.000 đồng một can nước giặt 3 ly organic. Miễn cước vận chuyển tặng kèm một hộp bánh Danisa hạt điều với giá 0 đồng, được không ạ? 82.000 một can, miễn cước cái này là em hết từ lâu rồi, bánh Danisa hạt điều. Đấy, ra ngoài mua 180.500 một hộp đúng không? Em hết từ lâu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay em tặng các chị yêu 0 đồng, được không các bác? Được luôn. 0 đồng em bị bom về. Em tặng 0 đồng kèm nước giặt luôn. Mặc dù nước giặt một can 3 lít tư này nhá, bán 82.000 đồng đã quá rẻ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay em đã bán 82.000 đồng một can thì chớ. Em miễn cước vận chuyển một thùng 4 can. Em miễn cước vận chuyển em tặng kèm cho các chị hộp Danisa hạt điều ạ. Bánh Danisa hạt điều ạ, ngon lắm, mua về ăn Tết. Lên đơn cho em mã sản phẩm là nước giặt 3 ly organic tuyệt đối, không hóa chất độc hại gây ung thư. Đấy, dùng cho trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh rất tốt, không bao giờ gây kích ứng da. Càng giặt càng mềm da, sử dụng chất làm trắng phổ quang sinh học, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cấp nhãn O sản phẩm organic in trên sản phẩm. Ngày hôm nay em bán tặng mọi người, lên đơn cho em là nước giặt 3 ly kèm số loại 200.000 đồng một can, tặng 82.000 đồng một can miễn cước vận chuyển, tặng kèm cho chị thêm một hộp bánh Danisa với giá Balisa hạt điều ngon nhá, với giá 0 đồng được không ạ? Okay. Lên đơn cho em là nước giặt Bali kèm số loại. Hôm qua khách hỏi bao nhiêu thì bảo vào sô-cô-la stand hết, bây giờ lại lòi ra sô-cô-la stand mệt mỏi ghê. Thế là như nào Huệ, lòi ra một thùng á, một thùng sao không mang lên cửa hàng được? Thôi được rồi, cửa hàng để chờ bom về, thế may bom về có túi nào mang lên đúng không? Lên cho em mã sản phẩm là hộp đựng giấy Hoàng Gia đúng không? Vâng ạ. 68.000 đồng cái hộp đựng giấy đẹp như trong tranh luôn. Hộp đựng giấy Hoàng Gia kèm số điện thoại. Một thùng là 328.000 đồng được 4 can miễn cước vận chuyển đấy, tặng kèm hộp bánh Danisa hạt điều đấy. Nước giặt Bali Organic này em bán quá nhiều rồi, về giặt nghiện luôn mà. Tặng kèm một hộp bánh Danisa hạt điều nhá. Bánh Danisa hạt điều này ra ngoài mua đã 150 rồi. Đấy 82.000 đồng một can miễn cước vận chuyển, một thùng 4 can là 328 miễn cước vận chuyển, tặng kèm một hộp bánh Danisa hạt điều. Đấy, và ra ngoài giá đấy chỉ mua được 2 can là tối đa. Đấy, hộp đựng giấy này Tết nhất để lên bàn có phải sang không, cứ vứt cái bịch giấy lung tung giữa bàn, để vào cái hộp sang xịn mịn mướt, hộp đựng giấy Hoàng Gia rất đẹp ạ. À, em bán 68.000 đồng, bác nào lấy lên đơn cho em là hộp đựng giấy Hoàng Gia kèm số bao tiền các bác ơi?
68.000 đồng. 68.000 đồng hộp đựng giấy đúng không? Vâng ạ. Xả vali kéo bé. Xả vali kéo bé kèm 55.000 đồng cái vali kéo cho bé. 55.000 để các bé chuẩn bị đồ đi gọi là gì ạ? Đi du lịch, đi chơi, đi về quê này, Tết nhất này. Đấy vali kéo bé nhá. Đấy được sách vở cho bé à, đi học cũng được để đỡ phải đeo cho nặng này, hoặc là đựng quần áo để về quê cho các bé tự chủ động chuẩn bị đồ cho mình đúng không? Chị yêu nào lấy lên đơn cho em là gì mọi người? Em có bán sữa, chị báo nhân viên dồn cho sữa cho nhá. Xả vali kéo bé kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công được không ạ? 55.000 đồng. 55.000 đồng cái vali kéo. Ui dồi ôi, nói thật luôn giá này thì thật sự mua về đi tặng con tặng cháu vậy. Con mình cho em xả vali kéo bé đúng không? Sô cô la stand còn đúng một thùng là 6 gói à? 239.000 đồng một gói một cân sô cô la stand. Cái này thì không có rẻ hơn ở đâu nữa luôn. Ngoài bây giờ toàn bán hơn 300. Sô cô la stand nga. Đây sô cô la ngon nhất rồi. Ngon lắm các chị ạ, sô cô la stand nga. Một gói là một cân liền 239 nha, còn 6 gói cuối cùng. Bác nào lấy lên đơn cho em là sô cô la. Sô cô la stand nga kèm. Một gói một cân liền nha các bác ơi, một cân liền. Các chị comment cho em mèo tần tài cái này đầu năm là người mua nhiều. Đầu năm mua về. Đấy, tài lộc năm nay năm con mèo. Mèo thần tài kèm số điện thoại. Em nhận đơn cho mèo thần tài, có một cái gối gấm để nó này. Có thể để trên xe ô tô này, chờ mãi nước hoa để dùng Tết là nước hoa còn có mấy lọ ấy đang chả muốn bán này. Comment cho em là gì mọi người ơi? Mèo thần tài kèm số điện thoại. Mèo thần tài cách số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. Em bán tặng mèo thần tài cho các chị yêu với giá là bao tiền đấy ạ? 99.000 đồng. Mèo thần tài thu hút tài hút lộc, vẫy tài vẫy lộc để trên ban thần tài có hũ tiết kiệm tiền nữa này. Đấy rồi là các chị để trên xe ô tô hoặc là để bàn làm việc. Đấy, năm nay năm con mèo mà để linh vật mèo trên bàn ạ. Lên cho em là mèo thần tài kèm số điện thoại. Em hoàn nhận đơn hàng thành công. Em bán mèo thần tài cho chị mới 99.000 đồng. 99.000 đồng một con mèo thần tài nhá, rẻ nhất Việt Nam nhá. 99.000 đồng. Lên đơn cho em là nước hoa. Nước hoa kèm số điện thoại là em nhận đơn. Nước hoa xịn đúng không? Comment một từ xịn đã 1.600.000 đồng. 9 lọ cuối cùng còn mấy lọ đang các bà đang định không muốn bán đấy. 9 lọ nước hoa xịn cuối cùng. Xả tặng các chị 286.000 đồng một lọ nước hoa xịn. Lên cho em mã xịn kèm số điện thoại. 268 một lọ. Bác nào lấy lên đơn là xịn cách số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Tặng các bác với giá 286 ạ, em xin lỗi. 286 ạ, nước hoa hương gỗ ạ, thơm lắm. Nước hoa unisex nam nữ đều dùng được. Tên của nó là Goody. Nước hoa Goody. Đấy, thơm, gỗ, trầm hương, gỗ đàn hương, xạ hương, rất thơm. Và dùng cái mùa này xịt vào áo. Áo len, áo lông, áo dạ, áo khoác, áo gì. Các chị ơi, mấy ngày vẫn còn thơm. Nước hoa xịn ạ, 1.600.000 một chai nhé. Chị nào lấy lên xịn kèm số điện thoại, em còn 9 chai cuối cùng. 1.600.000 một chai đang bán ạ. Ngày hôm nay em xả mọi người là 286.000 đồng một chai. 9 chai cuối cùng dòng này thì xịn đừng hỏi luôn. Em không bán nước hoa fake nha. Nước hoa chuẩn chính hãng nha. Đừng so sánh với nước hoa 99.000 các bà mua về xịt người khác đau đầu. Mà nhiều khi xịt nước hoa fake nó làm hạ thấp giá trị bản thân đi. Đấy, nó đau đầu, nó chóng mặt người khác, người ta phát sợ ra được. Người ta phát sợ luôn ý. Lên đơn cho em là xịn kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. Đúng không ạ? Đông trùng Samsung về mà uống Tết này. Thay thế nước ngọt này. Đừng mua nước ngọt nữa này, Tết chất này, có mâm cỗ gì đó bày cái này ra. Uống vừa ngon vừa tốt vừa giải rượu. Lên cho em là đông trùng Samsung đúng không? Vừa tốt cho phổi thận, đặc biệt những ai hay uống thuốc lá, hen suyễn hoặc là suy thận, thận hư, thận yếu. Cắt một quả thận, đông trùng Samsung 63.000 đồng một hộp miễn cước vận chuyển cho đông trùng Samsung ạ. Bác nào lấy lên đơn nha là đông trùng Samsung nhá. Kèm số điện thoại em nhận đơn, 63.000 một hộp miễn cước vận chuyển cho đông trùng Samsung ạ. Chị nào lấy lên đơn cho em là đông trùng Samsung kèm số em nhận đơn này. Ok chưa ạ? Rồi, kẹo chanh muối Hàn. Kẹo chanh muối Hàn 85.000 đồng 5 gói chanh muối. Không biết còn mấy gói. 85.000 đồng 5 gói chanh muối Hàn. Rồi tiếp theo các chị lên cho em mã sản phẩm là đây, cốt xương hầm đây, Tết nhất không phải ninh xương nhiều. Cốt xương hầm Nhật 199.000. Đông trùng Samsung phải kèm số điện thoại. Đấy. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Cốt xương hầm Nhật kèm số điện thoại. Không biết chai nước hoa này thế nào nhưng chai Hoàn dùng thì lại thơm thơm lại rất lâu. À, cái chai nước hoa chính hãng em Hoàn dùng thì hiện tại là đang hết. Cái chai đấy thì nó thơm, cũng thơm rất là lâu và nhưng mà nó không thể lâu bằng chai này được. Và nó không ấm như chai này. Nó mỗi loại là một loại hương hà hoàn toàn khác nhau. Cái hương kia với hương này nó khác hoàn toàn nhau luôn. Hai cái loại hương là nó khác biệt. Nó nghĩa là một tông khác hoàn toàn nhau nhá. Khác hoàn toàn nhau, không liên quan đến nhau. Thì mọi người cứ, mình đôi khi mình thay đổi đúng không ạ? Lên cho em là cốt xương hầm Nhật 199.000 đồng em bán nốt. 199.000 đồng đưa lại đây chị luôn đi em ơi. 199.000 đồng một lọ cốt xương hầm Nhật hệ thống còn không?
cốt xương hầm Nhật kèm số điện thoại. 199 một hộp này, 1 cân cốt xương hầm Nhật này. Rồi, lên cho em là kẹo dưa hấu hoặc dưa vàng Nga đúng không? Dưa hấu Nga và dưa vàng Nga không ngon không lấy tiền, đây là kẹo hoa quả của Nga. Là dòng kẹo bổ sung vitamin. Kẹo dưa hấu hoặc kẹo dưa vàng Nga, kèm cho em xin số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công cho các bác đúng không ạ? Em bán tặng các bác là 119 hai gói ạ. 119 hai gói, lấy dưa hấu thì lấy dưa vàng thì lấy. Kẹo dưa hấu hoặc dưa vàng Nga, kèm cho em xin số điện thoại. 119.000 đồng hai gói. Hai gói này. Comment cho là bánh hộp Nhật. Bánh hộp Nhật kèm số điện thoại. Xả lỗ vốn lốp. 150 một hộp bánh Nhật xịn. Bánh hộp Nhật xịn. Đây là bánh hộp của Nhật ạ. Ăn ngon thật sự luôn, bánh nội địa Nhật luôn nhá. Các chị về ăn thử bánh hộp Nhật xem. Có túi đựng để các chị đi làm quà. Bánh hộp Nhật xịn, bên trong nó còn là hộp thiếc. Hộp thiếc không cứng. Bên ngoài nó có một cái hộp giấy này em không bóc ra nữa. Lên đơn nha, bánh hộp Nhật 150 một hộp bánh Nhật. Bánh nội địa Nhật ăn ngon thôi rồi, về ăn thử cho em. Đấy, kẹo dưa vàng Nga ăn ngon lắm ạ. Kẹo dưa vàng và dưa hấu là dòng kẹo, loại kẹo Coty, loại kẹo hoa quả số 1 tại Nga. Hai cái dòng đấy là em bán của Coty là dòng số 1 nội địa Nga và người dân Nga là lúc nào cũng có, ở đâu cũng có luôn. Đấy, kẹo dưa hấu hoặc dưa vàng Nga, về ăn thử cho em, không ngon lấy tiền, không lấy tiền. Lên cho em bánh hộp Nhật đúng không? Em nhận đơn hàng thành công. Em bán tặng các tình yêu với giá là 150. 150 một hộp bánh nhà hộp Nhật xịn. Hàng của Nhật này, nội địa Nhật nhá mọi người ơi. Em đố tìm thấy ở đâu trên livestream có cái này bán với giá này, bình thường em bán 178 đúng không? Vâng. Em xả nốt 150 ạ. Bánh hộp Nhật xịn kèm số điện thoại 150.000 đồng. Bác nào lấy lên đơn nha, bánh hộp Nhật xịn và kèm số điện thoại. Bột nằm bánh chuối xả nốt 75.000 đồng 2 cân. Bột nằm bánh chuối ạ, 75.000 đồng 2 cân. Bác nào lấy lên đơn cho em là bột làm bánh chuối và kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. 75.000 đồng 2 cân bột làm bánh chuối nhá. Lên đơn nhanh là bột làm bánh chuối và kèm số điện thoại. 75.000 đồng em gửi biếu các bác là 2 cân bột làm bánh chuối này. Rồi tiếp theo các bác lên cho em là hũ thủy tinh xịn. Hũ thủy tinh xịn kèm số này. Các chị miền Nam là em nhận nốt đơn trưa nay thôi nhá. Hũ thủy tinh xịn kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công cho các bác hũ thủy tinh xịn nhá. 100.000 đồng, 99.000 đồng 4 hũ. Chị ơi xem lại những cái mã em like kiểm lại hết đi. Còn nhiều mã chưa kiểm lắm. Vẫn còn nhiều mã chưa kiểm. Ví dụ kiểu nho nhiếc, nho hộp, nho hiếc đấy. Đấy chị xem cho em với để nhập lên cho em chốt nốt đi. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Hũ thủy tinh xịn kèm số điện thoại. Hũ thủy tinh xịn kèm số điện thoại, tối nhớ nhá. Like, like riêng. Hũ thủy tinh xịn kèm số điện thoại là em nhận đơn. Em bán tặng mọi người với giá 99.000 đồng 4 hũ thủy tinh. Về các chị đựng các loại hạt ô mai vào đây. Tết nhất để trên bàn nó rất là sang. Ra ngoài mua 50-60.000 một cái, em bán là 99.000 đồng 4 cái hũ thủy tinh xịn. Bác nào lấy lên đơn em là hũ thủy tinh xịn đúng không? Kèm số điện thoại. Ủa rồi đào ngâm này, Tết mà pha trà đào cam xả, pha trà đào này. Cho mọi người ăn này, kể cả trà bình thường bỏ đào đã ngon. Đào ngâm Hàn kèm số điện thoại, em xả nốt các chị bình thường bán 199 đúng không? Ra ngoài mua cứ 150 một hộp. Hôm nay em bán đào ngâm Hàn cho các bác với giá là 168 3 hộp đào ngâm. 168 3 hộp đào ngâm ạ. Chị nào lấy lên đơn cho em là đào ngâm Hàn kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. 168.000 đồng. Em gửi tặng các bác 3 hộp đào ngâm được không ạ? Hồng dẻo treo gió hết rồi ạ. Đào ngâm Hàn về mà pha này. Đào ngâm Hàn kèm số điện thoại. Ủa rồi ăn miếng đào trong đây ngon lắm luôn các bác ạ. Ăn miếng đào trong đây ngon đừng hỏi luôn. Ngon bá cháy luôn. Lên đơn cho là đào ngâm Hàn kèm số điện thoại là em nhận đơn 168.000 đồng. 3 hộp đào ngâm rẻ nhất ạ. Đây. À tinh dầu thông đỏ em còn mấy hộp đấy ạ? Tinh dầu thông đỏ kèm số điện thoại. Ngoài bán hơn 4 triệu tinh dầu thông cổ chính phủ. Phòng ngừa điều trị 170 loại bệnh. Chị xem bảng mã kiểm cho em đi. Phòng ngừa điều trị 170 loại bệnh. Trong đó tốt nhất cho mỡ máu, tim mạch, tiểu đường và huyết áp. Đấy các chị lên cho em tinh dầu thông đỏ chính phủ. Xả nốt các chị ăn Tết 595.000 đồng một hộp. Và live stream ngày hôm nay miễn cước vận chuyển. Miễn cước vận chuyển tận nhà toàn quốc toàn đơn. Lên đơn cho em tinh dầu thông đỏ. Tinh dầu thông cổ chính phủ, đố ai mua được luôn. Cái này vừa ngăn ngừa ức chế tế bào ung thư nè, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường nha. Đặc biệt là giảm mỡ máu nha. Sau vào trong 50 ngày uống, nghiên cứu chứng minh của nhà khoa học Mỹ, 50 ngày uống giảm được 30% mỡ máu và 200 ngày uống giảm được 70% mỡ máu. Đấy, mỡ máu là nguyên nhân chính gây lên tắc mạch máu não và gây lên đột quỵ. Các chị lên đơn đúng cú pháp là tinh dầu thông cổ chính phủ, bán tặng nốt các chị là 595 một hộp. Miễn cước vận chuyển của tinh dầu thông cổ.
Đấy, bao giá toàn quốc này, nốt này. Vỉ hấp inox, xả vỉ hấp inox 39.000 đồng. Vỉ hấp inox kèm số điện thoại 39.000 đồng cho vào nồi hấp. Hấp lại bánh chưng, hấp lại thịt cá ăn Tết. Cho từ nhỏ đến to nhé, các kích thước mình đều cho được luôn, nó có cái chân. Vỉ hấp inox ạ, dùng trọn đời chả hỏng. 39.000 đồng cái vỉ hấp inox. Bác nào lấy lên đơn cho em là vỉ hấp inox. Rồi đèn sưởi 3 bóng. Đèn sưởi cốt men của Đức bảo hành 3 năm. Đèn sưởi 3 bóng 199 ạ. Chị nào lấy lên đơn cho em tặng đèn sưởi. Tặng đèn sưởi kèm số ạ. 199 một cái đèn sưởi 3 bóng. Ai lấy 2 bóng là 175. 175 ạ. 199 một cái 2 bóng ạ. Ai lấy 3 bóng là 175 ạ. Lên đơn cho em đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Tặng đèn sưởi kèm số loại. 199 2 bóng. À 199 là 3 bóng. Ai lấy 2 bóng là 175, đèn sưởi cốt men Đức bảo hành 3 năm. Cái này em hết lâu rồi mà bị bom về. Ôi giời, có cái này tắm thoải mái, ngủ thoải mái, không lo bị nào lạnh, lạnh bao giờ cả. Đèn sưởi cốt men Đức và kèm số điện thoại em nhận đơn nhá. Em bán tặng mọi người vali ạ. Vali là 609 một cặp. Một to một nhỏ. Còn hai màu này. 609 một cặp ạ. Đấy, còn một to một nhỏ nhé, một to một nhỏ. Đấy, còn màu đen với màu hồng. Màu hồng đồng ạ, màu hồng đồng. Rồi. Các chị lên sâm nguyên chất Samsung. Sâm hàng chuẩn của Samsung. 250 một hộp tặng các chị yêu 63 một hộp Vĩnh Cước. Đi đơn từ một thùng 10 hộp. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Sâm nguyên chất kèm số thoại. Nhận được cái chăn Yuki của nhà chị Hoàn phải nói là làm mê, cảm ơn tình yêu Liên Bùi nhá. Sâm nguyên chất và kèm số thoại. Một thùng 100 chai là 10 hộp. Miễn cước vận chuyển 63.000 đồng một hộp sâm nguyên chất của Samsung ạ. Chuẩn xịn luôn ạ. Sâm nguyên chất kèm số em nhận đơn nhá. Đấy, em bán tặng mọi người 63.000 đồng một hộp. Miễn cước vận chuyển. Vali là 609 một cặp miễn cước vận chuyển ạ. Đấy, nó chính là sâm 100 chai đấy các chị. Rồi lên cho em là vũ thủy tinh 3 chân. Vũ thủy tinh 3 chân kèm số thoại. Cái dòng kia là sẽ không có chân. Dòng này là có chân. Vũ thủy tinh 3 chân để về được đồ Tết. 99.000 đồng 3. 99.000 đồng 3 cái hũ thủy tinh 3 chân. Lên đơn cho em là hũ thủy tinh 3 chân kèm số điện thoại. Em nhận đơn cho tôi nước nóng. 99.000 đồng 3. Rồi tiếp theo là đào bổ xí muội đúng không? Ôi giời, ngon lắm luôn đấy đào bổ. Xả nốt các chị đào bổ xí muội 80.000 đồng một hộp tặng 100.000 đồng 3 hộp. Những cái mã nó cứ còn ít thì không có hứng bán. 100.000 đồng 3 hộp ạ. Chị nào lấy lên đơn cho em là đào bổ xí muội nhá. Và kèm số điện thoại. Làm nhận đơn cho đào bổ xí muội ạ. Em tặng mọi người là 100.000 đồng 3 hộp đào bổ được không ạ? 100.000 đồng 3 hộp đào bổ xí muội. Bác nào lấy lên đơn cho em đào bổ xí muội và kèm số điện thoại. Lên cho em là gì ạ? Tặng bánh gạo sữa đúng không? Đào bổ này là dạng ô mai ý. Mà mọi người mua về để mọi người ăn Tết cho đỡ ngấy. Ăn cùng với kẹo, bánh kẹo cho nó đỡ bị ngấy. Rồi các chị ơi, bánh gạo sữa. Kèm số điện thoại các chị ơi. Tặng nốt này. 89.000 đồng 4 ạ. Tặng nốt bánh gạo sữa là 89.000 đồng 4 gói bánh gạo sữa nhá. Chị yêu nào lấy comment cho em là tặng bánh gạo sữa. 89.000 đồng 4 gói bánh gạo sữa được không ạ? Được ạ. Lên đơn đúng pháp là gì mọi người ơi? Tặng bánh gạo sữa kèm số ạ. Tặng bánh gạo sữa và kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng công. Ship theo hộp nhá. Nó còn toàn hộp thế này rồi à? Vâng. Lên cho em là tặng cốc xịn. Tặng cốc xịn kèm số điện thoại. Comment cho em mã sản phẩm là cốc Unilever đi. Cốc Unilever kèm số điện thoại. Cốc Unilever kèm số điện thoại là em nhận đơn. Đấy, cốc Unilever kèm số điện thoại là em nhận đơn. Em tặng mọi người là 30.000 đồng một hộp. Ba cái cốc như này. Cốc Unilever, cốc này uống bia, với uống nước hoa quả, với uống trà, vừa nãy mà pha trà đào vào đây thì quá xịn. 30.000 đồng một hộp cốc. Ba cái. Các chị lên cho em mã sản phẩm là tặng cốc xịn, à tặng cốc Unilever. Tặng cốc Unilever ấy. Cốc bảo quà tặng của Unilever rất nổi tiếng, nhãn hàng Unilever. Tặng cốc Unilever kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công. Em tặng mọi người với giá bao tiền ạ? 30.000 đồng. Đây, 27 thùng sô-cô-la Kit Kat nội địa Nhật cuối cùng. Ăn sô-cô-la Kit Kat nội địa Nhật thì ngon đừng hỏi đúng không? Đỉnh. Đấy, mix vị cho các chị yêu. Lên đơn cho em 27 thùng cuối cùng. Kiểm lại chưa đấy? Kiểm lại rồi á? Thật á? Comment là gì mọi người ơi? Sô-cô-la Kit Kat Nhật kèm số điện thoại. Sô-cô-la Kit Kat Nhật kèm số điện thoại. Sô-cô-la nội địa Nhật lấy chị cái. Ôi dồi ôi, cứ nói đến sô-cô-la Kit Kat là phải ăn. Lại phải ăn. Cốc Unilever. Đấy, em bán tặng 30.000 đồng một hộp 3 cái. Rẻ nhất Việt Nam đố. Ở trong Eon Mall nó đang bán 25.000 đồng một cái mà. Em bán 30.000 đồng 3 cái. Không nói nhiều. Đấy, lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Sô-cô-la Kit Kat Nhật. Sô-cô-la nội địa Nhật ở ngoài người ta bán theo thanh. Ăn sô-cô-la tươi rất tốt cho trí não. Chống lão hóa, chị em mình mỗi ngày làm thanh sô-cô-la trẻ lâu hơn rất nhiều. Đấy, bao giá toàn quốc
Lên đơn còn 27 gói, 27 thùng cuối cùng là 27 người được chốt đơn. Em bán luôn từ một thùng 6 hộp. Một thùng của nó sẽ 6 hộp. Sô-cô-la, Kit Kat Nhật và kèm số điện thoại. Một thùng bên, 6 gói. Một thùng 6 gói, em xin lỗi. Một thùng 6 gói sô-cô-la Kit Kat Nhật nhé. Sô-cô-la nội địa Nhật mọi người ơi. Nguyên cái vị cam này bỏ ra thơm mùi cam. Logo dập trên thanh sô-cô-la ngon lắm. Sô-cô-la Kit Kat Nhật 27. 27 hộp cuối cùng này. 27 thùng cuối cùng thì ngon lắm các chị ạ. Nên là mọi người sô-cô-la Kit Kat Nhật ăn mùi. Bảo sao trẻ ra ăn nhiều sô-cô-la ngày nào cũng ăn. Giảm thịt chết. Mãi em là gì mọi người, giảm thịt chết. Sô-cô-la Kit Kat Nhật đỡ căng thẳng mệt mỏi, thậm chí ăn solo còn giúp các chị ngủ ngon vì nó tĩnh tâm an thần, nó tốt cho chị não. Ngủ như bi luôn đấy. Mã xem là gì mọi người? Sô-cô-la Kit Kat Nhật kèm số điện thoại ạ. 355 một thùng 6 gói là em bán đúng không? Thị trường phải bán 720. Người ta bán rẻ 100 đến 120 một thùng. À một gói. Thùng 6 gói phải 700. Em bán 355. Hôm nay em tặng sô-cô-la Kit Kat Nhật ngon nhỉ, cứ đứng trực. Với giá bao tiền ạ? 315. 315 một thùng. 6 gói sô-cô-la Kit Kat nội địa Nhật. 3.15 một thùng 6 gói sô-cô-la Kit Kat nội địa Nhật. Ăn ngon đừng hỏi luôn mọi người ạ. Sô-cô-la Kit Kat nội địa Nhật. Ăn dòng sô-cô-la nội địa Nhật thì ta nói là đừng có ý kiến. Bánh mứt dứa đúng không? Con mình đem bánh mứt dứa ngon lắm. Bánh mứt dứa kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công. Chị nào lấy con mình cho em là gì mọi người? Bánh mứt dứa kèm số điện thoại. Bánh mứt dứa kèm số điện thoại 79.000 hai gói bánh mứt dứa. Ôi ngon lắm các chị ơi, ăn đi các bác ơi, lên đơn cho em là gì mọi người? Bánh mứt dứa kèm số điện thoại. 79.000 đồng hai gói bánh mứt dứa, xả nốt bánh kẹo Tết mà. 79.000 đồng hai gói bánh mứt dứa. Đấy sô cô la Kit Kat Nhật ngon khỏi bàn à. Em bán tặng mọi người bánh mứt dứa 79.000 đồng hai gói ạ. À. Bác nào lấy lên đơn cho em bánh mứt dứa. Hoàn còn khẩu trang không, em đưa chị thùng khẩu trang. 38.000 đồng một thùng khẩu trang, các chị mua đi ạ. À. Dịch chắc chắn đợt tới nó sẽ diễn chuyển biến phức tạp bởi vì Trung Quốc mở cửa. Bên Trung Quốc dịch đang rất căng, người Trung Quốc họ tràn sang Việt Nam và lây lan rất là nhanh. Ra Tết là chắc chắn lây lắm. Các chị lên cho em là khẩu trang 38.000 đồng một thùng khẩu trang. Bác nào lấy lên cho em là khẩu trang 5D. 38.000 đồng một thùng khẩu trang 5D, giá này em cho các chị có lợi nhuận đâu. 38.000 đồng một thùng khẩu trang 5D. Bác nào lấy lên đơn cho em là khẩu trang 5D. Kèm số điện thoại 38.000 đồng một thùng khẩu trang và em đi đơn từ 3 thùng. Khẩu trang 5D kèm số điện thoại, khoai tây em hết rồi. Cái sô cô la hoa quả em còn sô cô la vàng đâu rồi, đưa sô cô la hoa quả đây em ơi. Còn mỗi sô cô la hoa quả vàng thôi. Đây này, hộp ngay đây này, đi ra đâu? Hộp vàng đây này. Mã cho em là gì mọi người? Khẩu trang 5D đúng không? Và kèm số điện thoại ạ. 38.000 đồng một thùng khẩu trang, cứ đưa đây. Đây sô cô la hoa quả đây, hết sạch rồi này. Ăn hết rồi. Hết sạch rồi hộp không. Sô cô la hoa quả chỉ còn mỗi vị vàng thôi, em bán nốt các chị yêu xả giải cứu sô cô la hoa quả. Còn mỗi vàng là vị xoài thôi, ngon lắm. Đấy vẫn ngon luôn. Em bán tặng mọi người 158.000 đồng 5 hộp sô cô la hoa quả vàng. Lên cho em là sô cô la hoa quả xoài ạ. Chỉ còn vị xoài thôi. Sô cô la hoa quả vàng đi. Hoặc là sô cô la vàng. Hoa quả vàng kèm số điện thoại 158.000 đồng 5 hộp xả nốt nha, vì còn mỗi vị vàng thôi. Không còn nhiều đâu. Không còn nhiều. Chả cái gì còn nhiều nữa rồi bây giờ. Trà vàng da Nga xả nốt 139.000 đồng 4 hộp. Trà vàng da Nga mỗi hộp là sẽ có 25 gói. 4 hộp các chị được 100 gói hết có 139.000 đồng. Mà trong khi đó trà vàng da Nga này uống nó vừa ngon vừa tốt vừa giảm mỡ máu. Đấy vừa mát nữa. Tết nhất mình ăn uống ngấy ngán nhiều mình pha mình uống cho em. Trà vàng da Nga. Ô mai cherry Việt Quất có đấy ạ. Em vừa bán có 1395 gói ô mai cherry Việt Quất còn một ít nữa thôi. Còn mấy thùng thôi ạ. Trà vàng da Nga 139.000 đồng 5 gói cái này còn à. Đưa đây áo dài chị tặng các chị mặc Tết này size gì em? Các mình đây là tặng áo dài nhưng chả biết còn size gì bây giờ mới đăng kiểm. Tặng áo dài tặng các bác mặc Tết đấy em cũng có báo này. Áo này là áo đá thêu luôn. Tặng áo dài kèm số điện thoại đá khâu tay luôn nhé. Tặng áo dài tặng mỗi chị bộ 299 không đủ tiền mua vải. Hai lớp luôn. Tặng áo dài kèm số điện thoại tí nhân viên em kiểm size sau nhá. Tặng áo dài này mặc Tết đúng chuẩn luôn ạ. Áo này đẹp lắm luôn, hai tà đấy mọi người. Hai tà liền này. Các chị ơi, tà bên trong, tà bên ngoài và đá của nó đính khâu tay. Con mình cho em tặng áo dài 299 cái lỗ. Nhập 300 mấy, 399 bán 299. Nhập 300 mấy, 400 bán 399, à 299. Tặng áo dài 299 nha, còn size gì tí nữa nhân viên em tư vấn sau. Bởi vì bây giờ mới kiểm size. Kiểm nốt để bán kho còn gì bán nốt. Con mình cho em là bánh hộp Ý đúng không? Bánh hộp Laco chuẩn Italia xuất hiện trên thị trường từ năm 1968. Bánh hộp của Ý chuẩn ạ. Lên đơn cho em này,
chốt cho em 6 thùng nha. Nói thế thì ai chốt được, comment mã kèm số điện thoại đi em. Mã sản phẩm kèm số điện thoại nhá. Lên đơn đúng pháp cho em là gì mọi người ơi? Áo dài có ML. Áo dài em có ML à? Có size ML. Tặng áo dài 29.000. Tặng áo dài Tết em chỉ có size ML thôi, không có XL đâu chị yêu ạ. Kẹo Thái giá sao ạ? 1496 gói kẹo hoa quả Thái nhá. 149.000 đồng 6 gói đâu rồi đưa chị với. 149k 6 gói kẹo hoa quả Thái cho các chị yêu. Rồi mình lên cho em là bánh hộp Ý đúng không? Lên đơn cho em bánh hộp Ý ạ. Và kèm số điện thoại bánh hộp chuẩn của Ý ạ. Ngon thôi rồi, đây kẹo hoa quả Thái đây hôm nay em xả là 149.000 đồng 6 gói ạ. 6 gói liền. Đấy, bao giá toàn quốc nhá. Đấy, kẹo hoa quả Thái ạ, của Thái Lan ạ, nhân sữa bên trong nhân hoa quả, ngoài là bị sữa. Bên trong nhân hoa quả ăn ngọt nhẹ ạ, ngon và vừa bổ sung vitamin ạ, người già trẻ nhỏ rất là thích. Kẹo hoa quả Thái kèm số em nhận đơn 149.000 đồng 6 gói bánh hộp của Ý ạ. Bánh hộp Ý xịn nhất, Lago đấy, Lago này. Từ năm 1968 đến thị trường bây giờ là 60 năm, bánh quy Ý ngon dã man. Ngậy thơm, của bánh này mà uống với trà mạn nữa thì tuyệt vời. Bánh hộp Ý em xả nốt các chị này. 100 25.000 được không? 125 đấy. Xả bánh hộp Ý cho khách 125. 119 luôn đi em. 119 một hộp bánh hộp Ý to như tổ bố thằng ăn mày luôn, ăn bao giờ cho hết hộp này. Comment cho em là gì mọi người ơi? Bánh hộp Ý kèm. Mã sản phẩm là gì? Bánh hộp Ý kèm số điện thoại. Bánh hộp Ý kèm số điện thoại. Đây em có cái sách này. Comment cho em chuẩn Pháp kèm số đúng không? À chuẩn Đức, em xin lỗi. Chuẩn Đức kèm số điện thoại. Một chai sữa tắm của Đức. Siêu trắng da dưỡng ẩm mùa này. Một chai sữa dưỡng thể đúng không? Tắm xong thì bôi cho em dưỡng thể vào. Sữa tắm và sữa dưỡng thể của Đức. Chuẩn Đức kèm số điện thoại. Nghe giá hôm nay em tặng này. 198 một set 2 chai. Được không em? Được luôn chị ơi. 198 một set, một chai sữa tắm trắng da của Đức xịn. Kèm túi sách các chị đi làm quà Tết cho cô giáo của con được. Và một chai sữa dưỡng thể dưỡng ẩm trắng da mùa này, dưỡng vào cho da nó ẩm, nó mịn, nó trắng, nó đỡ bị khô, đỡ bị rát, đỡ bị sần sùi đúng không? Bác nào lấy lên đơn cho em là chuẩn Đức kèm số. Chuẩn Đức kèm số. Đây là sữa tắm và sữa dưỡng thể của Đức. Sữa tắm và dưỡng thể trắng da của Đức, một bộ dưỡng thể trắng da của Đức. Đấy cái này là em còn có mấy sách em tặng nốt 198 được không ạ? Okay. Lên cho em chuẩn Đức ạ. Cặp vali là 609 miễn cước vận chuyển. Chị lên cho em là vali ạ. Vali kèm số em nhận đơn nhé. Vali kèm số ạ. Hộp mic hạt kèm số. Grand Lora này. Ra ngoài mà hỏi hộ em với. 200 một hộp. Hộp mic hạt ạ. 1992 hộp. Mỗi hộp 5 lạng về các chị ăn Tết này. Toàn những loại hạt ngon. Hạt điều này. Hạt óc chó này. Hạt hạnh nhân này. Hạt nho to như này. Hạt bí này. Không có một cái hạt gì vớ vẩn luôn, toàn hạt ngon. Lên cho em mã sản phẩm là hộp hạt mix kèm số. Hộp hạt mix kèm số 1992 hộp, mỗi hộp 5 lạng tổng 1 cân hộp hạt mix ạ. Bác nào lấy lên đơn là hộp hạt mix kèm số điện thoại. Hộp hạt mix kèm số điện thoại. Sâm núi em có sâm núi linh chi nhung hiêu ạ. 199 một hộp, một thùng 6 hộp miễn cước nhá. 199 một hộp. Lên cho em đúng pháp là hộp hạt mix kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công. Em bán hộp hạt mix cho các chị yêu với giá là bao nhiêu? 199 mua một hộp tặng một hộp không đồng hộp hạt mix này. Rồi, một mã cuối cùng cho các chị yêu về ô mai này, ô mai mơ xí muội. Xả ô mai mơ xí muội. Em tặng các chị yêu 100.000 đồng. Ơ thế sao có hai lần mơ mơ xí muội? Không, cái kia là mơ chanh muối. Muối đúng không? Đây là ô mai mơ xí muội. 100.000 đồng ba hộp ô mai mơ xí muội, ra ngoài mua 80.000 đồng một hộp là chắc chắn ăn ngon lắm Tết ăn. Eo ơi, em ấy Huệ cứ mút mãi cái hạt của nó. Mút mãi cái hạt của nó luôn ý. Bác nào lấy lên đơn cho là ô mai mơ xí muội. Kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Quần áo đi, quần áo em đăng bài nhé. Bia hết rồi đúng không chị? Bia hết sạch thật rồi. Sạch chanh xanh. Không đi, còn vết ở đâu được. Hết rồi. Chịu. Không còn bơm. Không em còn chưa lấy. Bom mùa mấy đơn hôm qua. Lên đơn cho em kiểu gì chẳng có bom về. Kiểu gì chẳng có bom về. Lấy thùng ấy để đi làm quà. Lên đơn cho em ô mai mơ xí muội nhé. Xả tặng mọi người 100.000 đồng 3 hộp được chưa? 80.000 đồng một hộp, nay tặng 100.000 đồng 3 hộp, lỗ 4 tất. À chị thấy còn một ít bộ lam hay sao nhỉ, hôm qua sao chị thấy nhỉ? Đây ra. Rồi các chị ơi, tiếp theo một mã này là chắc chắn phải mua về ăn Tết cho con mình ăn. Kẹo bánh xốp canxi Nhật. Bánh xốp canxi Nhật. Ăn để bổ sung canxi nói bé thôi. Bánh xốp canxi Nhật và kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. Canxi của Nhật ạ. Bánh hộp Ý không phải 149 mà 129. 129 một hộp bánh hộp Ý nhá, không phải 149 đâu. Hướng Dương em hết lâu rồi. À, không còn bia, hết sạch bia rồi. Làm gì còn bia. Lên cho em đúng cú pháp là gì mọi người ơi?
Bánh xốp canxi Nhật kèm số em nhận đơn hàng thành công. 255 ba gói là rẻ nhất. Hôm nay em tặng 215 ba gói. Thị trường các chị mua 180 một gói. Đây là bánh bổ sung canxi cho trẻ, ngày chỉ được ăn một cái thôi. Để bổ sung canxi hữu cơ, canxi nano cho trẻ, không bị hại thận, không bị nóng trong. Ăn ngon như bánh bình thường. Hoặc là chị em mình bị thiếu canxi, bị loãng xương, người già bị loãng xương, vận động thể dục thể thao nhiều, các chị bị loãng xương, bị đau nhức mỏi xương khớp, ăn cho em bánh xốp canxi Nhật. Đây là bánh healthy, không gây tăng cân, không gây mỡ, không gây béo. Bổ sung canxi rất ngon. Ăn nó nhạt nhạt, hơi nhạt nhạt, hơi ngọt ngọt một tí. Bánh xốp canxi của Nhật. Đấy, 3 gói các chị ăn được 4 tháng liền. Em bán mọi người mỗi ngày ăn cho em một cái. Em bán cho mọi người với giá là 215 cho 3 gói bánh xốp canxi Nhật. Đây là dòng bánh nội địa Nhật mà thực sự luôn bọn trẻ bên người Nhật người ta hay cho trẻ con ăn để bổ sung canxi. Chứ không phải dạng như thuốc thuốc của mình cứ phải uống uống nữa. Người ta làm rất là đơn giản, cũng kẹo canxi Nhật, kẹo DHA Nhật, bánh xốp canxi Nhật. Cứ thế mà bọn trẻ con nó auto tự động đòi ăn. Nó ăn trong cái tâm thế rất là vui vẻ, hấp thu tốt. Đúng không ạ? Lên đơn cho em đúng cú pháp là bánh xốp. Bánh xốp canxi Nhật kèm số nào. Nào, hết bánh kẹo đúng không? Còn mã bánh kẹo nào đây? À, bánh hộp Thái đúng không? Cái này lên mã là gì em? Bánh bánh hộp Thái kèm số điện thoại đúng không? Em nhận đơn hàng thành công, hôm nay em bán nốt bánh hộp Thái cho chị này. 149.000 đồng ba hộp bánh hộp Thái. Ui. Được lãi làm cờ hó luôn ý các chị ạ. Thật sự luôn. 149 ba hộp, cái này hàng bom về em còn mấy hộp, em bán hết lâu rồi, khổ lắm. Bánh Ý còn không vừa lên bánh Lago Ý xong còn gì nữa. Vừa lên bánh hộp Ý, bánh Lago Ý xong. Đấy, còn đấy toàn bị bom về, còn sót, hủy đơn, bom về. Hết lâu rồi, nếu mà không có bom để bán online nó khổ thế. Cũng giống như bán cửa hàng, mua xong là xong luôn. Đây, bom về 149 ba hộp ạ. À. Em ơi, không phải nói nhiều. Pate Pháp 88.000 đồng, lốc 3 lọ Pate Pháp. Ra ngoài mua 180, em bán 88.000 đồng. Một lốc 3 lọ Pate Pháp, về ăn pate. Trẻ con thích lắm, quyệt vào bánh mì cho em. Mua mấy set về, Pate Pháp này chị còn tưởng hết rồi cơ. 88.000 đồng 3 lọ đúng không? Ba một lốc ba lọ. Tương ớt Hàn 24.000, Tết nhất nhà ai phải phải tương ớt chấm phồng tôm, chấm phồng tôm, chấm gà rán, chấm các thứ. Tương ớt Hàn 24.000 đồng một lọ. Bác nào lấy lên đơn cho em là tương ớt Hàn nhá. Kèm số em nhận đơn hàng thành công đúng không ạ? Kẹo Hitton đúng không? Kẹo bổ sung vitamin của Thái đây đúng không? Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Mã cho em là gì mọi người? Kẹo Hitton kèm số loại. Kẹo Hitton kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Này. Bảo nhập lên đi em ơi. Còn 7 gói à? 100.000 đồng 3 gói kẹo hoa quả. Kẹo này ngon thôi rồi, chua chua ngọt ngọt. Kẹo Hitton nổi tiếng mà nó có cả màu trắng nữa đấy, bản màu trắng bản gọi là. Bản có cái bản mà bản mà như kem đánh răng ấy. Đấy. Kẹo Hitton Thái ạ. Kẹo Hitton của Thái ạ, vị hoa quả rất ngon ạ. 100.000 đồng 3 gói kẹo Hitton Thái đúng không ạ? Tương ớt này ăn ngon lắm mà rồi. Xong con qua đặt tương ớt bảo hết hàng này vậy. Vừa kiểm lại đi. Đây là những cái hàng bom về em vừa kiểm lại, em cũng nói với các chị là nó cũng nhiều hàng nó hết lâu rồi. Nhưng mà bên em nó cứ kiểm lại, nó còn bom về này, còn kiểu các khách hàng bom về ấy. Nhiều khi là bị bom này, hoặc là có thể bị hủy đơn. Đấy các chị nhá, lên đơn cho em mã sản phẩm là kẹo Hitton Thái. 100.000 đồng 3 gói, kẹo này không ngon, không biết kẹo nào ngon luôn. Kẹo bổ sung vitamin, kẹo hoa quả rất ngon ạ. Kẹo Hitton Thái ấy, nổi tiếng luôn mà cái này được nhiều. Cái của nó to được nhiều lắm các chị. Kẹo Hitton Thái kèm số điện thoại ấy. Rồi, đậu Hà Lan mix vị đúng không? Xả nốt 100.000 đồng 3 hộp. 100.000 đồng. À đậu Hà Lan. Tôi lấy tao like cả đậu Hà Lan tỏi ớt rồi đấy. Tỏi ớt lúc nãy còn mấy set không? 100.000 đồng 3 lọ đậu Hà Lan mix ạ. Bác nào lấy chị xem cái bảng mã em like ấy. Kiểm lại. Nhập lên cho em với. 100.000 đồng 3 lọ đậu Hà Lan mix. Ok chưa ạ? Đậu Hà Lan mix không là Tết là ôm cái đống này về ăn Tết đấy nha. Tết là nhận thưởng bằng hiện vật đấy. Đấy. Lên cho em là yến mạch cúc tươi đúng không? Yến mạch cúc tươi. Hôm nay xả nốt 88.000 đồng 2 gói, mỗi gói 1 cân yến mạch cúc tươi. Dầu DHA nấu cháo ăn cũng được này. Hầm cháo này, hầm cua, tôm, thịt cá này. Đấy, cho mẹ bầu ăn này, pha với nước nóng thôi, ăn bình thường để giảm cân. Ăn yến mạch để giảm cân, rất dầu DHA, canxi và vitamin. Lên đơn cho em là yến mạch cúc tươi 88.000 đồng 2 gói, mỗi gói 1 cân yến mạch cúc tươi được không? Okay. Xả chip lụa xịn. Chip lụa xịn kèm số loại 189.000 đồng 10 cái chip lụa xịn. Chip này không đẹp đừng bao giờ mua hàng em nữa. Chip lụa em đang mặc. Xả chip lụa xịn kèm số 186.000 đồng 10 cái chip lụa xịn. Rồi mặc nó sướng đời. Em đang bán 220 chứ. 186 chip lụa xịn. Ôi mặc sướng lắm. Trời ơi mặc cái chip đắt tiền. Ra ngoài mua 75.000 đồng cái.
mặc cái chip đắt tiền nó khác ngay. Chip lụa xịn kèm số điện thoại Philatop đi em ơi, còn Philatop mang đây chị xả. Con mình xả Philatop kèm số. Xả Philatop kèm số. Táo đỏ em lên rồi ạ, táo đỏ Hàn mới về hôm nay được khổ nó về muộn, nhưng mà táo đỏ thì em không sốt ruột bán trước Tết. Em cứ để đấy. Để bán ra Tết em bán luôn 1992 hộp táo đỏ hộp Hàn. Rồi các chị lên cho em Philatop kèm số điện thoại Philatop tổ yến. Xả Philatop 1990 hộp. Ai mua 20 hộp miễn cước vận chuyển được không ạ? 1990 hộp Philatop. Ai mua 20 hộp miễn cước vận chuyển cho Philatop ạ. Philatop tổ yến ạ, cho con mình ăn để tăng cường sức đề kháng, ngủ ngon, ăn ngon, tiêu hóa tốt. Philatop tổ yến và kèm số điện thoại là em nhận đơn đúng không? Đấy. 1990 hộp, mua 20 hộp miễn cước vận chuyển toàn đơn. Lên đơn cho em mã sản phẩm là chảo nướng, chảo điện đúng không? Xả chảo điện đúng không ạ? Bán tặng các chị yêu 86.000 đồng một cái chảo điện, chảo nướng điện này. Để lên đây mình nướng thịt này, bò bít tết này, bánh này. Đấy, nướng này, ví dụ ướp thịt ba chỉ với cái sốt thịt nướng. Xong là bắt đầu là bỏ lên đây mà nướng, còn sốt thịt nướng nhỉ? Bỏ lên đây mà nướng cho em. Xả chảo điện. Nồi chiên em chỉ còn nồi chiên 20 lít thôi. Huệ đăng bài cho nồi chiên 20 lít nhá. Nồi chiên 20 lít ạ, 1 triệu. Ôi trời, chết rồi. Ôi trời, sao tự nhiên nó kết thúc cái này Huệ? Tự nhiên nó kết thúc, tao không làm gì được. Không động vào gì cả. Comment cho em xả chảo điện kèm số điện thoại, em nhận đơn kệ nó đi. Em nhận đơn hàng thành công. Xả chảo điện 86.000 đồng một cái chảo điện được không ạ? Chảo nướng điện kèm số điện thoại về cắm đồ nướng lên mà nướng. Đây comment cho em là mì chính nhật nhé. Một sữa tắm một dưỡng thể. Hiện bao nhiêu cặp thì nhập sữa tắm nó là gì đây? Còn dưỡng thể nó ghi là lotion ấy. Comment cho em mã sản phẩm là mì chính nhật ạ. Mì chính nhật kèm số nhá. Mì chính nhật kèm số em nhận đơn 145 đi. 145 một gói 1 cân mì chính của Nhật cho các chị về ăn Tết, về xào về nấu. Mì chính Nhật 145 ạ. Bác nào lấy lên đơn cho là mì chính Nhật kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Chăn em còn đúng chăn hồ ly thôi, trong chăn đắt nhất. Còn chăn hồ ly đây, còn đúng một mã kẹo cuối cùng. Đó là kẹo, cái này còn mà hôm qua em bảo còn 11 gói mà đúng không? Kẹo siêu to khổng lồ em có, đây là kẹo Việt Quất. Đây, à đâu, đây là kẹo cherry, ngon lắm. Và đây là kẹo Việt Quất đúng không? Kẹo dẻo siêu to khổng lồ, kẹo cherry và kẹo Việt Quất ạ. À. Một bịch này 2 cân rưỡi ăn tha hồ. Kẹo cherry và kẹo Việt Quất chứ, lấy. Đây là kẹo cherry, ủa dồi ôi ngon thật sự luôn, ăn kẹo này đi bổ sung vitamin. Kẹo cherry ạ. À. Đây là kẹo Việt Quất, em xin lỗi. Bác lấy bào Lào lấy kẹo common, kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Lấy kẹo Việt Quất hoặc kẹo cherry báo nhân viên bên em. Nó là kẹo hoa quả bổ sung vitamin, kẹo này quá chất luôn, về ăn thử cho em. Chua chua ngọt ngọt, bổ sung vitamin cho trẻ ăn Tết, ăn những kẹo này nó không bao giờ bị béo. Ăn sướng luôn. Lên cho em mã sản phẩm là gì các bác ơi? Kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Mã sản phẩm là gì mọi người? Kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Đấy, em bán tặng kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Với giá bao tiền cho các chị nhỉ? 199.000 đồng một bịch, 2 cân rưỡi các chị ơi. 2 cân rưỡi liền ăn siêu ngon luôn. Dẻo dẻo chua chua ngọt ngọt. Bổ sung vitamin. Đỉnh của chóp. Rồi, đỉnh của chóp luôn. Kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Kèm số điện thoại 199.000 đồng một bao. Một bịch như này này. Kẹo cherry Việt Quất đấy chị. Nhưng mà nó không phải là ô mai mà nó dạng kẹo dẻo. Đấy, Huệ đưa chị một cái kéo. 199 một bịch 2 cân rưỡi. Thích lấy cherry thì lấy, thích lấy Việt Quất thì lấy. Ok chưa ạ? Cái này bình thường là họ chia túi ra, họ bán từng cái túi 2 lạng, 3 lạng, 1 đã mấy chục nghìn rồi. Đây là 2 cân rưỡi ạ. Mình lên đơn cho em đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ, ví dụ kẹo cherry này. Các chị lên cho em kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Các chị lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Nó có một lớp bên ngoài dẻo dẻo dai dai. Bên trong mềm mềm của cherry Việt Quất nhá. Các chị nhìn em. Bóc một lớp ra này. Các chị ăn kẹo này rồi chắc chắn là được ăn rồi. Kẹo nổi tiếng rồi mà. Mấy bao nhiêu năm nay. Đây này. Đấy, cái nhân cherry dẻo ngoài và bên trong. Kẹo dẻo cherry hoặc Việt Quất. Kèm số điện thoại. Đấy, cái nhân bên trong. Đỉnh luôn. Ngon. Chua chua ngọt ngọt. Ngon đỉnh chóp. 11 bịch ạ. Em là tặng của em. Đấy, cái bên ngoài nó dai dai. Nó dai dai y như kiểu này. Bên trong đấy các chị ăn kiểu kẹo kéo hay gì ấy, nó dai lắm. Ngon, chua chua ngọt ngọt. Ăn kẹo này ngon đỉnh luôn. Rồi, sô-cô-la hộp chỉ còn mỗi vị vàng thôi. Kẹo dẻo siêu to khổng lồ kèm số điện thoại nhé.
bán tặng một người 199 một bao 2,5 cân. Cho con mình mỗi ngày ăn vài cái vừa bổ sung vitamin. Lên cho em là kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Kèm số điện thoại ạ. Kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng thành công. 199.000 đồng một bịch kẹo dẻo siêu to khổng lồ. Rồi còn nốt mã này xả nốt này. Đấy, ca lẩu mini. Tết nhất mà dùng. Ca lẩu mini 95.000 đồng cái ca lẩu mini về nấu nẩu. Cắm điện, ở cơ quan ăn, hấp lại đồ ăn. Đấy, kẹo dẻo này ngon lắm luôn. Chị nhận rồi, mua 2 bịch 2 vị. Đấy, ok tình yêu ạ. Rẻ 199.000 đồng 2,5 cân cơ mà. Các chị ơi, gói kẹo bình thường nó chỉ đóng 2 lạng, 3 lạng. Bọn này 2,5 cân mà 199.000. Kẹo dẻo siêu to khổng lồ, lấy vị cherry thì lấy và lấy vị Việt Quất thì lấy cho em nhé. Lấy vị nào cho em cũng được ạ. Đấy, lấy vị nào thì lấy cho em. Rồi, các chị lên cho em mã sản phẩm là gì đấy ạ? Ca lẩu mini 95.000 đồng. 95.000 đồng cái ca lẩu mini, ok chưa ạ? Cặp lồng lúa mạch 4 tầng. Cặp lồng 4 tầng kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công cho cặp lồng lúa mạch, ok chưa ạ? Okay. Em bán tặng các chị yêu cặp lồng lúa mạch với giá bao nhiêu ạ? 49.000 đồng. Cái này là 4 tầng, còn nếu mà các chị thích hạ xuống 2 tầng hay 3 tầng đều được. Muốn hạ xuống 2 tầng hay 3 tầng thì mình hạ xuống vứt đi hai cái này. Để lên này để các chị đi mua cháo, mua bún, mua phở cho con. Lên cho em là cặp lồng lúa mạch 4 tầng 49.000 đồng. Chăn du ki hết rồi tình yêu ơi. Lên đơn cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Hôm trước mua kẹo dẻo siêu to khổng lồ giá 249 một bịch cơ mà sao nay chạy thế. À hôm trước là 249, hôm nay em còn có 11. Em còn có 11 bịch em xả nốt. Thế nó mới là xả kho nghỉ Tết. Hôm trước 249 một bịch 2,5 cân, hôm nay bán 199 là chuyện bình thường. Thậm chí là xả 99.000 đồng vẫn phải xả. Ra Tết làm gì có ai mua đúng không? 249 bây giờ xả 199 là chuyện bình thường, nó vẫn còn xả ít đấy. Nhiều mã còn xả rẻ hơn. Đấy, 299 một bịch 2,5 cân, bây giờ xả 149.000 đồng đúng không? À 199 em xin lỗi nha. Comment cho em là gì ạ? Xả bộ ấm chén. Xả bộ ấm chén kèm số đúng không? Mười mấy bộ ấm chén cuối cùng. Bộ ấm chén cực kỳ đẹp luôn, mua về làm quà tặng ông bà bố mẹ mình mà ấm này là ấm kiểu gốm. Ơi pha trà ăn uống ngon lắm. Các chị lên cho em là xả bộ ấm chén kèm số điện thoại đầy đủ. Thật sự luôn em bán lỗ nặng luôn ý. 100.000 đồng một bộ ấm chén. Bác nào lấy lên đơn cho em là xả bộ ấm chén đúng không? Kèm số điện thoại ạ. Kèm số điện thoại em nhận đơn. 100.000 đồng bộ ấm chén ạ. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Xả bộ ấm chén kèm số điện thoại. 100.000 nha, đầy đủ tất cả các chi tiết này, từ khăn lau còn dập của hãng. Từ chăn khăn lau cũng dập của hãng. An Cung Như trầm hương còn không em ơi? An Cung Như. Rồi các chị nhìn cho em bộ ấm chén của em. 100.000 đồng bộ. Xả bộ ấm chén kèm số điện thoại, cái này đựng trà các thứ này. 100.000 đồng một bộ ấm chén nhé. Chị nào lấy cho em là xả bộ ấm chén và kèm số điện thoại. Kem dưỡng nano vàng em lên rồi, rồi ơi. Kem dưỡng nano vàng, mà nhờ kem dưỡng nano vàng mà em có like, có làn da như ngày hôm nay. Hôm nay là tặng cho mỗi một phần quà Tết là một hộp nho Hàn trị giá 200.000 cho chị nào mua kem dưỡng nano vàng, và còn miễn cước vận chuyển cho kem dưỡng nano vàng nữa, 2.135.000 đồng kem dưỡng nano vàng. Đấy đây này, bôi có ba lọ rồi. Các chị lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người nhỉ? May mất cái nút đâu như này thì bán gửi. Cái nắp của nó đâu mà lại như này? Thượng đỉnh yến đúng không? Thượng đỉnh yến ấy. Gồm rượu này, gồm yến này, gồm trà, gồm hoa quả sấy, gồm lì xì. Thượng đỉnh yến kèm số điện thoại xả lỗ luôn, 635 một hộp. Thượng đỉnh yến kèm số điện thoại. Đây nó đang bị bong mất cái này thì làm nào? Cái hộp bị bong mất cái này thì làm nào? Bong mất quai. Bong mất một cái quai này. Quai móc xuống. Bà nào mà lấy hộp bong mất quai thì tính cho bà ấy 600 nhá. Còn nếu như bình thường là 635. Bà nào lấy hộp bong mất quai thì 600 hộp cỗ. Các chị nhá, lên cho em mã sản phẩm là thượng đỉnh yến kèm số điện thoại. Chắc chắn đặt hàng thì hẹn lấy hàng, đây là bị bom về. Em bán hết lâu cái thượng đỉnh yến này rồi. Đấy, kem dưỡng nano vàng 2.135.000 tặng các chị là 366. Tặng kèm một hộp hơn một cân nho Hàn và miễn cước vận chuyển cho kem dưỡng nano vàng ngày hôm nay nhá. Chị Vinh Thủy ạ. Rồi các chị ơi, đây gồm cả hộp chè này, hộp chè này, chè ngon nhá. Hộp hoa quả sấy này, có cả những cái đào của Indo rồi các thứ ngon lắm. Một chai rượu và 6 lọ yến mix. Đấy, thượng đỉnh yến kèm số điện thoại nhận đơn 639.000 đồng, à 635.000 đồng xả lỗ rốt một hộp. Còn ai lấy cái hộp mà bị bong quai này, khi nào lấy hộp bị bong quai 600. Thì tính tròn là giá 600.000 đồng. 600.000 đồng đúng không ạ? 600.000 đồng hết rồi, hết hàng rồi đúng không? Có còn cái gì nữa không? Hết rồi đúng không? Còn tấm thân ao gầy thôi. Các chị ạ, rất chi là mệt mỏi. Đấy, Gia Hoàn công nhận dạo này đẹp ạ. À. Ôi dồi ôi. Đấy, em bảo rồi, cứ dùng thải độc đế tóc nano vàng đi, cứ hai lọ. Một típ thải độc, một lọ kem dưỡng bôi cho em. Một típ thì dùng để thải độc.
Một tip thì kem dưỡng này thì bôi ban đêm, thải độc đi và bôi kem dưỡng nano vàng đi. Không đẹp không lấy tiền. Chị yêu nào lấy lên đơn là kem dưỡng nano vàng kèm số là mình được chốt đơn hàng thành công. Ok chưa ạ? Em bán tặng mọi người còn miến không? Miến hàng còn set nào không? Mày có lên mang cho chị like đâu. À Paka còn bao nhiêu đưa chị xả nốt vì miền miền Nam chỉ bán được nốt hôm nay. À chăn này miền Nam dùng này. Xả chăn xốp cho miền Nam kìa. Miến hàn còn 12 set lên đơn nhanh. 125 hai gói, mỗi gói 1 cân. Miến hàn đâu rồi? Vừa nãy trước like chị đã giục em là miến hàn rồi mà em cũng mang cho chị. Miến hàn. Các chị cứ lên đơn đi các chị ạ. Miến hàn. Bình giữ nhiệt em hết sạch rồi. Miến hàn nhá, 2 cân. Mỗi bịch 1 cân miến hàn. Ngon lắm, miến hàn thì ngon lắm. Các chị con mình cho em là mất lông kèm số điện thoại. Mất lông kèm số điện thoại. Em còn ít mắc ca thì mất hết lông rồi. Mà chả biết vứt lông mũ đi đâu, dành cho những ai mà không thích lông mũ về cắt lốt cúc này đi. Bắt ca lót lông nhưng mà mất lông rồi. Các chị comment cho em là mất lông mũ rồi, còn bên trong lót lông nè. Lên đơn cho em là bắt ca mất lông kèm số điện thoại nhé. Bắt ca mất lông kèm số điện thoại. Bắt ca mất lông kèm số điện thoại, xả lỗ vốn tất cả các chị bắt ca mất lông. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Bắt ca mất lông kèm số điện thoại. 240 một cái. Lót lông ấm lắm các chị ơi. Này, bắt ca dài này, lót lông này. Bên trong lót lông, bắc ca mất lông còn hai màu này à? Bốn màu, màu đen, màu nút, màu xanh và màu nâu đúng không? Bao nhiêu cân báo nhân viên các chị nhé? Bao nhiêu cân báo nhân viên ạ? À? Xả bắc ca mất lông, mất lông ngũ 240. Lên đơn cho em là gì mà cái lông ngũ chả quan trọng. Bắc ca mất lông. Em còn chả đeo lông ấy chứ. À, đây là màu nâu ạ, à, màu xanh ạ. À. Bao nhiêu cân báo nhân viên để nhân viên em nhặt sai cho? Màu sữa và màu đen, 240. Một cái bắc ca mất lông, mất lông mũ rồi nhá các chị nhá. Chị yêu nào lấy thì lên đơn cho em bắc ca mất lông kèm số điện thoại. Làm nhận đơn. Ok chưa? Thôi 220 đi Huệ ơi. Mà 200 tròn đi. Mất đấy? Lông mũ. Comment cho em mất lông em xả lỗ cho các chị mà. Thật sự luôn bắc ca nhập đã 300 rồi. Nhập đã 300 rồi, bắc ca hàng xịn loại 1. Các chị nhìn cho em lông lót bên trong này, cực kỳ ấm. Comment cho em bắc ca mất lông kèm số. Tí nữa lấy màu nào thì báo nhân viên và lấy cân nặng bao nhiêu. Báo nhân viên bên em nhập sai cho mọi người. Nồi chiên không dầu 10 lít không biết còn không, chị lên cứ lên mã kèm số điện thoại. Tí nữa còn cái nào bom thì bên em nhập lên chốt. Hệ thống thì hiện tại hết. Nhưng mà bên em sẽ xem cái bom, hàng bom để bên em nhập lên bên em chốt cho. Đấy, xả nốt 200.000 đồng cái paka mất lông. Mất lông mũ nha. Chị nào lấy cho mình xem là paka mất lông đúng không? Mất lông mũ thôi. Còn lại thì cực kỳ ấm. Đấy, lấy màu nào, size nào, bao nhiêu cân thì báo nhân viên bên em. Paka mất lông kèm số em nhận đơn. Lấy size nào, màu nào báo nhân viên bên em sau nhá mọi người nhá. Rồi, các chị lên cho em mã sản phẩm xả là chăn xốp. Xả chăn xốp kèm số em nhận đơn 110.000 đồng một cái chăn xốp. Bác nào lấy lên đơn cho em là xả chăn xốp kèm số loại. Chăn cực kỳ thích luôn. Em ơi cái chăn không xù, không nhăn, xù không nhạc. Bai, không nhão. Xả chăn xốp luôn chị. Bác ca mất lông thì 200.000 đồng thì em còn có mấy cái thôi, còn hơn chục cái thôi. Không còn nhiều đâu ạ. Đấy, tí nữa mà ví dụ như là hết mọi người cũng thông cảm, em xả nốt kho mà. Đấy các chị lên cho em đúng cái pháp là gì mọi người ơi? Xả chăn xốp kèm số loại ạ. 110.000 đồng. Còn bộ quần áo nào không đưa chị bộ quần áo u mì hoặc áo gió nào. Xả chăn xốp kèm số loại. À nước giặt Bali hôm nay mua một thùng nước giặt tặng một hộp hạt điều đấy. À tặng một hộp Danisa, bánh Danisa hạt điều trị giá 150. Cứ mua một thùng nước giặt Bali ngày hôm nay đâu rồi, tặng một hộp bánh Danisa hạt điều của chị đâu rồi. Mua một thùng nước giặt tặng một hộp bánh Danisa hạt điều. 150 vì giá 0 đồng. Đấy. À, nước giặt là 82.000 đồng một can miễn cước vận chuyển. Viên sắt không à? Còn viên sắt bà bầu không? Viên sắt không? Bà bầu còn mấy lọ. Đưa đây, còn đây đưa đây, khách vừa hỏi này, lại đang có khách cần. Rồi 109.000 đồng cái chăn miền Nam mình bán cái này thì tuyệt vời, chăn xốp. Không nhăn, không xù, không bay nhão. Em ơi nhìn cái chăn sướng cực luôn. Các chị cứ về đắp cái chăn này đi. Em đảm bảo các chị không bao giờ phải hối hận luôn. Nhá. Không bao giờ phải hối hận luôn. Rồi, một bộ này. Bộ này là bộ gì? Bộ gió có mũ. Comment cho em bộ gió có mũ 3 màu à? Màu xanh than này. Đây, sắt bệnh viện Hàn đấy ạ. Các chị comment cho em sắt bà bầu, dùng cho cả bà bầu này, những người thiếu máu, thiếu sắt. Em xả mọi người mỗi chị lọ 139 được không? Được rồi. Dòng này hơn 800.000 đồng đấy ạ. Hơn 800.000 đồng sắt bệnh viện Hàn uống 3 tháng. Sắt bệnh viện Hàn kèm số điện thoại em nhận đơn. Đấy, em bán tặng mọi người với giá là 139 ạ. Sát bệnh viện Hàn chị nào vừa hỏi ấy. Em còn có 6 lọ cuối cùng.
139 nha, 6 lọ sắt bệnh viện Hàn cuối cùng. Bán có nhiều mã hàng là cuối năm. Vali đằng sau là 609 một cặp, miễn cước vali Amy Đức. Một cặp gồm 2 cái. Một cặp gồm 2 cái có khóa số nha. Một cặp gồm 2 cái có khóa số này. Vali Amy Đức ạ. 609 một cặp miễn cước xả nốt. Sắt bệnh viện Hàn 139.000 đồng em cầm lấy này. 139.000 đồng một hộp nha. 139.000 đồng một hộp em xả nốt này. Đây ạ, vali có khóa số đấy. Vali Amy Đức ạ. Ra ngoài mua 700.000 đồng chỉ được một cái bé thôi. Em bán 609 một cặp gồm 2 cái nha. Vali Amy Đức nha, mọi người nha. Rồi mọi người lên cho em mã sản phẩm là bộ gió có mũ đúng không? Bộ gió có mũ kèm số điện thoại. Bộ gió có mũ kèm số điện thoại em nhận đơn hàng thành công. Sai như nào em ơi? 209 một bộ, em có màu xanh than, màu đen và màu đỏ. 209k một bộ gió có mũ. Màu xanh than, màu đen và màu đỏ. Bộ gió có mũ ạ. Và kèm số điện thoại. Đỏ đô này, xanh than này và đen này. Bộ này mặc không đẹp không lấy tiền. Lên đơn cho em mình cú pháp là gì mọi người ơi? Mã sản phẩm là gì? Bộ gió có mũ kèm số điện thoại. Kèm số điện thoại. MLXL. Có sai MLXL bộ gió có mũ đúng không? Bác nào lấy lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Đây. Bộ gió có mũ kèm số điện thoại. Kèm số điện thoại em nhận đơn có cả quần cả áo nhá. 785 một bộ được mua 209.000 đồng. 785 một bộ. Các chị được mua giá 209.000 đồng một bộ gió có mũ nhá. Bác nào lấy lên đơn cho em là bộ gió có mũ ạ. Kèm cho em xin số điện thoại. Là em nhận đơn hàng thành công. 209.000 đồng. Em tặng mọi người là bao tiền ạ? 209.000 đồng một bộ gió có mũ. Đây là áo ạ và có cả quần nữa cho mọi người nhé. Đây toàn bộ nó là thêu. Có 3 màu, màu đen, màu xanh than và màu đỏ. Đen, xanh than và đỏ cho bộ gió có mũ ạ. Lên đơn cho là bộ gió có mũ. Kèm số điện thoại. Kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công. Gì đấy? Bao giá toàn Việt Nam. Thôi em xin phép mọi người em nghỉ like nhá. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye. Chị nào vào sau xem lại live stream ạ. Nhà em nhận đơn miền Nam nốt buổi trưa nay. Là không nhận đơn nữa. Buổi tối là khách miền Nam không lên đơn nữa nhá. Nhận đơn miền Nam nốt buổi trưa nay thôi. Còn lại là không nhận đơn nữa. Bye bye tất cả các chị yêu.